Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 173. Hung Nghê nhíu mày, hợp tác. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Hung Nghê trầm giọng hỏi, hợp tác thế nào? Diệp Huyên cười nói, ta chia sẻ thời không thần bí với cô, sau đó cô cho ta lợi ích. Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, lợi ích gì? Diệp Huyên nhún vai, ta không quan trọng, chủ yếu phải xem cô cho cái gì. Hung Nghê cười nói, người đúng là gian trá. Diệp Huyên cười nói, Hung Nghê cô nương, cô thấy đề nghị này của ta thế nào? Hung Nghê im lặng một lát rồi nói, người muốn thứ gì? Diệp Huyên hỏi ngược lại, cô có thể cho ta cái gì? Hung Nghê đáp, cho ngươi rất nhiều nữ nhân. Diệp Huyên vô thức nói, có bao nhiêu? Nói đến đây, hắn như nghĩ đến điều gì, chợt nổi giận, Hung Nghê cô nương. Xin cô đừng sỉ nhục nhân phẩm của ta. Diệp Huyên ta không thích nữ sắc. Hung Nghê bĩu môi, ta tin ngươi mới sợ. Diệp Huyên. Hung Nghê nói, ta có một đề nghị, ngươi có thể nghe thử. Thời không thần bí của ngươi rất quý giá, ta không có thần vật có giá trị tương đương để trao đổi với ngươi. Cho nên, ý ta là ngươi cho ta mượn nó nghiên cứu, còn ta đánh nhau giúp ngươi, còn có thể giúp ngươi thăng cấp lên mệnh hồn cảnh. Thậm chí là mệnh thần cảnh, đương nhiên cũng có thể là nguyên thần cảnh. Dù sao ngươi cũng rất có thiên phú, là người có thiên phú nhất ta từng gặp. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, cô đúng là biết ăn nói. Dứt lời, hắn chợt tăng tốc, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Hung Nghê vội vàng đuổi theo. Hung Nghê đi tới bên cạnh Diệp Huyên, vậy ngươi có thể nói thử điều kiện của ngươi. Diệp Huyên cười nói, Hung Nghê cô nương. Cô có biết thiên cực giới không? Hung Nghê khẽ nhíu mày, người muốn đi đến thiên cực giới. Diệp Huyên gật đầu. Nét mặt Hung Nghê trở nên hơi kỳ lạ. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Hung Nghê trầm giọng nói, người có biết đó là nơi nào không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Hung Nghê lắc đầu, ta khuyên ngươi đừng nên đi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Hung Nghê nhẹ giọng giải thích, đó là một nơi rất hỗn loạn đến mức nào à? Có thể nói với ngươi ở nơi đó, ngươi sẽ nhìn thấy một mặt tối tăm nhất của nhân tinh, hơn nữa, bên kia còn có rất nhiều cường giả, vì bên kia có thiên cực thần tinh, một thần vật sau khi ăn vào có thể giúp người đạt tới mệnh chi cảnh. Đương nhiên cùng cần rất nhiều mới được, cho nên các cường giả hàng đầu ngày ngày ở nơi đó phấn đấu, muốn gom đủ thiên cực thần tinh, đạt tới mệnh chi cảnh. Diệp Huyên cạn lời. Sao Tuyết tỷ lại đi tới đó làm gì? Hung Nghê liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, với thực lực của ngươi bây giờ, đi qua bên đó. Nói đến đây, nàng ta không ngừng lắc đầu. Diệp Huyên. Hung Nghê nói tiếp, hơn nữa, trên người ngươi còn có nhiều thần vật như thế, dù là thanh kiếm, cái tháp hay thời không thần bí của ngươi cũng đều có sức hấp dẫn chí mạng với những quái vật ở nơi đó. Chuyến đi này của ngươi, chẳng khác nào dê vào bầy sói. Nói xong, nàng ta như nghĩ đến điều gì, hơi cau mày, sao ngươi dám đến đó vậy? Diệp Huyên cười khổ, hình như tỷ tỷ của ta gặp phiền phức bên đó. Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, ta cảm thấy ngươi đi thế này không phải đang cứu người, mà là đi dâng đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương, có thể vô địch ở nơi đó không? Hung Nghê chớp mắt, đương nhiên rồi. Diệp Huyên nhìn nàng ta, tỏ vẻ nghi ngờ, có thật không? Hung Nghê hơi bất mãn, ngươi không cảm thấy ta rất mạnh sao? Diệp Huyên im lặng, không nói gì thêm. Hung Nghê khẽ mỉm cười, cũng im lặng theo. Nàng ta muốn Diệp Huyên lên tiếng nhờ nàng ta giúp đỡ, như thế, nàng ta mới có thể giành được quyền chủ động. Nhưng nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại không nói gì. Lúc này Diệp Huyên hơi cạn lời, thật sự cạn lời rồi. Trước khi xuất phát, Đinh Di nói với hắn là thiên cực giới rất an toàn, không có gì quá nguy hiểm. Ở một nơi khác, Thần Khâm nhìn Diệp Huyên và Hung Nghê ở phía xa, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ tên này muốn đến thiên cực giới? Thiên cực giới? Đó không phải là một nơi bình thường, dù là cường giả như nàng và Hung Nghê đến đó cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mà tại sao Diệp Huyên này lại dám đi? Nàng ta cũng không nghĩ nhiều. Lập tức đi theo. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đã đến thiên cực giới, vừa đi vào thiên cực giới, Diệp Huyên đã cau mày,
vì hắn ngửi thấy một mùi máu tanh gai mũi. Hung Nghê bên cạnh Diệp Huyên chỉ về phía xa, ngươi thấy tòa thành kia không? Diệp Huyên nhìn về phía xa, trong tinh không có một tòa thành sừng sững, nhưng tòa thành nà hơi kỳ lạ, trong thành không ngừng có lệ khí và huyết scus bay lên. Vừa nhìn đã biết nơi này không phải chỗ ô tốt lành gì. Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp. Diệp Huyên cười nói, đi gì chứ? Nói xong, hắn đi sâu vào trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hung Nghê đứng im một lát rồi đuổi theo. Diệp Huyên đi tới trước cổng thành, khi đi tới trước cổng thành, sắc mặt hắn dần trở nên nặng nề, tòa thành này có một màu đỏ thẫm, nhìn kỹ lại mới biết đó là máu. Tòa thành này bị máu nhuộm đỏ, cả tòa thành trông cực kỳ u ám. Hung Nghê bên cạnh Diệp Huyên cười nói, Diệp công tử, ta còn có việc, xin tạm biệt ở đây. Dứt lời, nàng ta xoay người biến mất tăm, thấy vậy, Diệp Huyên đen mặt, mẹ kiếp, chắc chắn người phụ nữ này cố ý. Bây giờ xuất hiện vấn đề rồi, có đi vào hay không đây? Diệp Huyên nhìn vào trong thành, không nghĩ nhiều nữa mà đi vào trong. Vừa đi vào thành, mười mấy thần thức đã quét tới. Mỗi một thần thức đều có cảnh giới thấp nhất là mệnh thần cảnh, cảm nhận được điều này, Diệp Huyên hơi đau đầu. Dù thực lực nâng cao thế nào, kẻ thù của hắn mãi mãi mạnh hơn hắn rất nhiều. Đến khi nào hắn mới có thể giống như Thanh Nhi, nếu gặp kẻ thù, có thể hỏi một câu, nhà ngươi ở đâu? Khó khăn quá, Diệp Huyên khẽ thở dài, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng tìm ra Tuyết Tỷ, sau đó đưa nàng rời đi. Lúc này, một cái đầu máu chảy đầm đìa đột nhiên rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, cái đầu kia vẫn đang chảy máu, rõ ràng là vừa bị chém đứt. Diệp Huyên cạn lời, bạo lực đến thế sao? Lúc này, một cô gái đi tới từ con đường phía xa, trong tay nàng ta cầm một thanh kiếm, mũi kiếm còn đang dính máu tươi, rõ ràng cái đầu khi nãy là do nàng ta chém đứt. Cô gái mặc trường bào màu đen bó sát người, đại trường bào bao quanh thân thể mềm mại, nóng bỏng mê người, tướng mạo của nàng ta cũng rất đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt tựa như băng tuyết vạn năm, không chứa đựng chút cảm xúc nào. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay nàng ta không nói gì. Cô gái đi tới chỗ cách Diệp Huyên mấy trượng, nàng ta nhìn Diệp Huyên, mở lòng bàn tay ra, Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đưa cho nàng ta một sâu kẹo hồ lô. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói một lời, một khắc sau, một chiếc nhẫn chứa đổ bay ra từ trong cái đầu kia, sau đó rơi vào tay nàng ta. Diệp Huyên hơi lúng túng, thì ra không phải đòi đồ của hắn, hắn vội vàng cất kẹo hồ lô đi. Mà lúc này, vẫn có mười mấy thần thức tập trung vào hắn. Sau khi thu nhẫn chứa đồ, cô gái nhìn Diệp Huyên, sau đó đi tới trước mặt hắn, Diệp Huyên đang định lên tiếng thì cô gái đột nhiên xuất kiếm, thanh kiếm chém qua cổ họng Diệp Huyên. Sau đó thu kiếm, xoay người rời đi. Động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Nhưng đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên lại không bị làm sao cả, cổ họng hắn hoàn toàn không có vết kiếm. Thấy cảnh này, nàng ta hơi nhíu mày. Hung Nghê trong bóng tối cau mày, sao có thể? Cô gái kiếm tu kia là mệnh thần cảnh, hơn nữa còn là kiếm tu, chiến lực hơn hẳn mệnh thần cảnh bình thường, mà chiêu kiếm khi nãy của đối phương cũng chẳng hề nương tay, nhưng Diệp Huyên lại không bị làm sao cả. Quá kỳ lạ. Không chỉ có Hung Nghê mà một vài cường giả trong bóng tối cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Trên đường, Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa cổ họng. Nhìn cô gái kiếm tu kia, cười hỏi, chỉ thế thôi sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, sau một thoáng yên tĩnh, nàng ta đột nhiên xông về phía trước, một tàn ảnh kiếm quang lóe lên, khi tàn ảnh biến mất, nàng ta đã xuất hiện sau lưng Diệp Huyên, cắm một thanh kiếm về phía giữa chân mày hắn. Kiếm rất nhanh. Lúc này, cô gái đột nhiên nhíu mày, nàng ta xoay người nhìn Diệp Huyên, lúc này, thanh kiếm cắm giữa chân mày Diệp Huyên đang từng chút biến mất. Mà bản thân Diệp Huyên lại không có vấn đề gì cả. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên như muốn nhìn thấu hắn. Lúc này, toàn bộ con đường yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả cường giả trong bóng tối cũng sửng sốt. Hung Nghê tỏ vẻ khó tin, không ngờ tên này lại không có vấn đề gì cả. Một thanh kiếm đâm vào đầu vẫn không sao. Tên này là kiếm thần chuyển thế à? Trên đường, Diệp Huyên đã hoàn toàn hấp thu thanh kiếm trong tay cô gái, hắn khẽ rung một cái, một lát sau,
hắn tham lam hít sâu một hơi, quá sảng khoái. Cô gái kiếm tu ở sau lưng nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Chiêu kiếm đầu tiên nàng ta chỉ tiện tay chém, Diệp Huyên không sao, nàng ta cho rằng Diệp Huyên sử dụng bí pháp nào đó tránh né, nhưng thanh kiếm thứ hai là một kiếm toàn lực của nàng ta, chiêu kiếm này, nàng ta không hề nương tay. Quan trọng nhất là người trước mặt không hề tránh né, còn đỡ được chiêu kiếm của nàng ta mà không sử dụng bất kỳ bí pháp gì. Sao hắn có thể làm được? Nghĩ đến đây, cô gái lại tỏ vẻ kiêng dè hơn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người nhìn nàng ta, hắn quan sát nàng ta một lúc rồi cười nói, sau khi đạt tới mệnh chi, đã triệu năm không có ai ra tay với ta rồi, tiểu nha đầu, cô là người đầu tiên đấy. Mệnh chi cảnh. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, những thần thức trên người hắn cũng nhanh chơ xong rút lui. Nét mặt cô gái kiếm tu cứng đờ, tay cũng bắt đầu run rẩy. Hung Nghê trong bóng tối trợn to mắt, quên cả việc liếm kẹo hồ lô. Mệnh chi cảnh. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, những cường giả trong bóng tối đều sửng sốt. Mệnh chi cảnh là tồn tại thế nào? Đó là cường giả tối cao trong thiên địa đấy. Hơn nữa, những cường giả mệnh chi cảnh này đều rất khó gặp, dù ở thiên cực giới cũng thế, vì những người ở thiên cực giới đều là những người muốn đạt đến mệnh chi cảnh. Mà bây giờ, nơi này lại xuất hiện một cường giả mệnh chi cảnh. Nhưng chẳng phải người này mới chỉ là vô gian chi đạo thôi sao? Chẳng lẽ là ngụy trang? Sắc mặt của cô gái kiếm tu đối diện Diệp Huyên trở nên cực kỳ khó coi, nàng ta thật sự gặp phải một cường giả mệnh chi cảnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, một bức tranh xuất hiện, chính là tranh vẽ Tuyết Tỷ. Diệp Huyên nhìn cô gái, có biết người này không? Cô gái nhìn bức tranh, nàng ta thoáng do dự, sau đó hỏi tiền bối đến vì nàng sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái trầm giọng nói, cô gái này đã trốn vào trong rừng rậm hắc ám rồi. Rừng rậm hắc ám? Diệp Huyên nhíu mày, rừng rậm hắc ám ở đâu? Cô gái chỉ về phía xa, chỗ cách thành nghìn dặm. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, cô gái kia đột nhiên nói, tiền bối không giết ta sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái, ta chưa từng giết nữ nhân. Sau đó, hắn rời đi. Cô gái nhìn Diệp Huyên, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Diệp Huyên phía xa đột nhiên dừng lại, sắc mặt cô gái lập tức thay đổi. Đừng nói là tên này đổi ý nhé. Diệp Huyên nhìn cô gái, ta không quen thuộc nơi này, cô đi cùng với ta sẽ chỉ điểm kiếm đạo cho cô. Cô gái nhìn Diệp Huyên, thoáng chần chừ, sau đó nói tiền bối. Diệp Huyên nhíu mày, sao vậy, không đồng ý à? Cô gái vội nói, đồng ý. Diệp Huyên gật đầu, đi theo ta. Cô gái nhìn Diệp Huyên, sau đó đi theo hắn. Trên đường đi cô gái không dám nói một lời. Nàng ta đã có bóng ma tâm lý vì hai chiêu kiếm khi nãy. Trong bóng tối, một vài cường giả đã không dám tiếp tục đi theo Diệp Huyên nữa, dù thiếu niên này có phải mệnh chi cảnh không, thì chắc chắn bọn họ cũng không thể động vào. Đi không bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, trước mặt hắn có một người đàn ông đang cầm dao đứng đấy, bên cạnh hắn ta còn có một thi thể đầm đìa máu tươi, cổ họng thi thể vẫn đang chảy máu, rõ ràng là vừa bị giết chết. Lúc này người đàn ông kia quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên và cô gái, khi nhìn thấy Diệp Huyên, hắn ta khẽ nhíu mày, vô gian chi đạo. Dứt lời, hắn ta nhếch môi, nở một nụ cười kỳ lạ. Diên Huyện cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn cô gái, giết. Cô gái sửng sốt, ngươi không giết mà lại bảo ta giết. Diệp Huyên nhìn nàng ta, sao vậy, có vấn đề gì à? Cô gái hơi chần chừ, sau đó nói, được. Dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất, sau đó. Một tia kiếm quang lóe lên. Người đàn ông phía xa nhíu mày, hư vọng, người bị điên à. Dứt lời, hắn rút đao chém một phát, oanh, kiếm quang và đao quang nổ tung, hai người đồng thời lùi về sau. Cô gái tên hư vọng đang định ra tay một lần nữa thì Diệp Huyên đột nhiên nói, nào thử bằng thanh kiếm ta chế tạo đi. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên bay đến trước mặt hư vọng. Hư vọng nhìn Diệp Huyên. Sau đó cầm lấy kiếm thanh huyên, không nghĩ nhiều mà lập tức biến mất. Trong mắt người đàn ông phía xa lộ vẻ dữ tợn, người bị điên rồi sao? Dứt lời, hắn chém xuống một đao. Oanh!
Một tia đao quang vỡ tan, người đàn ông lùi lại, trong quá trình đó, thân thể hắn ta thoáng chốc vỡ tan, chẳng những thân thể mà cả linh hồn của hắn ta cũng trở nên hư ảo như trong suốt vậy. Hư Vọng sửng sốt. Như nghĩ đến điều gì, nàng ta cúi đầu nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, tỏ vẻ khó tin, đây. Nàng ta vừa giết chết tên này bằng một kiếm. Phải biết rằng thực lực của người đàn ông trước mặt tương đương với nàng ta, bình thường bọn họ cũng có đánh nhau, nhưng không ai giết được ai cả, mà khi nãy, nàng ta lại giết hắn ta bằng một kiếm. Đó là vì thanh kiếm này. Hư Vọng nhìn thấy kiếm trong tay, trong lòng rung động không thôi, đồng thời, nàng ta càng sợ Diệp Huyên hơn. Người đàn ông phía xa cũng sửng sốt, hắn ta nhìn Hư Vọng với vẻ khó tin, ngươi. Hư Vọng không nói gì. Nàng xoay người đi tới trước mặt Diệp Huyên, trả kiếm lại cho hắn, tiền bối. Diệp Huyên cất kiếm đi, sau đó nhìn người đàn ông kia, thứ trên người hắn thuộc về cô. Nói xong, hắn đi về phía xa. Hư Vọng thoáng do dự, sau đó đuổi theo. Lúc này, người đàn ông sắp tan biến đột nhiên hỏi, hắn là ai? Hư Vọng nhìn người đàn ông, tiền bối mệnh chi cảnh, tên ngu ngốc này. Nói xong. Nàng ta vội vàng đuổi theo Diệp Huyên. Mệnh chi cảnh. Người đàn ông lập tức hóa đá, khi nãy hắn ta ra tay với tiền bối mệnh chi cảnh. Chẳng mấy chốc, người đàn ông hoàn toàn biến mất. Hung Nghê trong bóng tối không nói một lời. Thanh kiếm kia quá đáng sợ. Đặc biệt vì rơi vào tay kiếm tu như Hư Vọng, chiến lực càng tăng thêm, cho nên càng đáng sợ hơn. Hung Nghê hơi khó chịu. Vì tình tiết hơi khác với suy nghĩ của nàng ta vốn cho rằng sau khi tên này chia tay với nàng ta sẽ không sống nổi dù là một khắc ở nơi này, sau đó lên tiếng nhờ nàng ta cứu mạng. Nàng ta không ngờ rằng tên này lại giả làm cường giả mệnh chi cảnh. Hơn nữa còn tìm được một hộ vệ như thế. Quan trọng nhất là cô gái kiếm tu này thật sự tin hắn là cường giả mệnh chi cảnh. Thế giới này thật điên cuồng. Một lát sau, Hung Nghê nhìn về phía xa. Sau đó nói, để ta xem ngươi có thể giả vờ đến bao giờ. Phía xa, sau khi đuổi kịp Diệp Huyên, nàng ta càng kính trọng hắn hơn. Đây thật sự là nhân vật lớn. Nếu có thanh kiếm khi nãy, chắc chắn nàng ta có thể giết chết cả cường giả nguyên thành cảnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Hư Vọng cô nương, vì sao người nơi này muốn đuổi giết người ta muốn tìm vậy? Hư Vọng ngây người. Sau đó nàng ta hỏi, tiền bối không biết sao. Diệp Huyên lắc đầu, Hư Vọng trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng tiền bối cũng nhằm vào mỏ thiên cực tinh trong tay nàng ta. Diệp Huyên nhíu mày, mỏ thiên cực tinh. Hư Vọng gật đầu, lúc trước ở dãy núi thiên cực xuất hiện một quặng mỏ, các thế lực tranh giành nhau, đáng tiếc cuối cùng lại rơi vào tay cô nương kia. Đương nhiên những người đó sẽ không dừng tay, vì thế bọn họ liên thủ đối phó với cô nương kia, cuối cùng cô nương kia hết cách. Chỉ có thể chạy vào rừng rậm hắc ám. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, rừng rậm hắc ám nguy hiểm lắm sao? Hư Vọng nhìn Diệp Huyên, đối với tiền bối đương nhiên là không nguy hiểm, nhưng lại rất nguy hiểm với chúng ta. Nói xong, nàng ta thoáng do dự rồi nói tiếp, tiền bối đến giúp đỡ cô gái kia sao? Diệp Huyên cười đáp, phải xem sao đã. Nói xong, hắn tiếp tục bước đi. Hư Vọng ở sau lưng nhìn hắn một cái. Sau đó vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, không ai dám gây chuyện với Diệp Huyên cả, rõ ràng cái chết của nam tử khi nãy đã khiến cường giả trong bóng tối sợ hãi. Mà Diệp Huyên càng đi càng phách lối, bây giờ, hắn không phách lối cũng không được. Nhất định phải giả vờ cho giống, nếu không chắc chắn sẽ bị lộ. Trong bóng tối ngày càng có nhiều người xuất hiện, nhưng bọn họ đều không dám tiếp cận Diệp Huyên, càng không dám dùng thần thức thăm dò hắn. Rõ ràng đều đang kiêng dè hắn. Mệnh chi cảnh. Ai không sợ chứ? Diệp Huyên nhìn xung quanh, trên mặt chứa ý cười nhạt, thong thả ung dung. Hư Vọng chậm rãi đi theo sau lưng hắn, nét mặt cung kính. Lúc sắp ra khỏi thành, Diệp Huyên chợt dừng bước, trước cổng thành có một ông lão, ông ta mặc trường bào màu đen, hai tay khuất trong tay áo, sắc mặt lạnh lùng. Hư Vọng bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói. Huyền Cơ lão nhân, là một nhân vật lớn trong thành. Nguyên thần cảnh. Nhân vật lớn. Diệp Huyên cười khẽ, hắn nhìn về phía Huyền Cơ lão nhân, có chuyện gì sao?
Huyền Cơ lão nhân nhìn Diệp Huyên, các hạ là mệnh chi cảnh sao? Diệp Huyên hỏi ngược lại, ông có vấn đề gì à? Giọng nói không thân thiện. Huyền Cơ lão nhân đáp, không dám, ta. Huyền Cơ lão nhân còn chưa nói xong, Diệp Huyên đột nhiên bước chậm về phía lão ta, đi rất chậm, rất ung dung, tựa như đang tản bộ vậy. Thấy cảnh này, Huyền Cơ lão nhân híp mắt, hai tay khuất dưới tay áo của lão ta đã siết chặt. Hơi căng thẳng. Khi đi tới chỗ cách Huyền Cơ lão nhân 10 trượng, Huyền Cơ lão nhân đột nhiên tiến lên một bước, Diệp Huyên thoáng chốc rơi vào vực sâu thời không tầng 11, vô số lực lượng thời không điên cuồng lao về phía hắn. Nhưng Diệp Huyên lại không hề sợ hãi, mặc cho những lực lượng thời không này lao về phía mình. Sắc mặt Huyền Cơ lão nhân nhanh chóng thay đổi. Vì ông ta phát hiện, Diệp Huyên ở trong vực sâu thời không nhưng lại không bị làm sao cả, chẳng những thế, những lực lượng thời không đó cũng không thể đả thương Diệp Huyên. Thấy cảnh này, những cường giả trong bóng tối đều thay đổi sắc mặt. Đây thật sự là cường giả. Sắc mặt Huyền Cơ lão nhân trở nên khó coi, lúc này, lão ta cũng hơi hoảng hốt. Diệp Huyên đi tới trước mặt lão ta, hắn không ra tay mà chỉ mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, một thời không thần bí lập tức bao phủ lấy Huyền Cơ lão nhân. Bị thời không thần bí này bao phủ, Huyền Cơ lão nhân trợn mắt, đây. Đây là, Diệp Huyên nở nụ cười khinh thường, ông đang đùa sao mà đi điều khiển thời không trước mặt ta. Huyền Cơ lão nhân lập tức cung kính thi lễ, tiền bối, vẫn bối xúc phạm người, xin người tha lỗi. Diệp Huyên cười châm chọc, sau đó đi ra ngoài thành. Hư Vọng vội vàng đuổi theo, thấy Diệp Huyên không ra tay, Huyền Cơ lão nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán. Suýt chút toi mạng rồi, Hung Nghê trong bóng tối hơi đau đầu, dù gì ông lão này cũng là cường giả nguyên thần cảnh, sao lại nhát gan thế? Sao ông không xử hắn đi? Nàng ta biết Diệp Huyên có thể coi thường thời không hoàn toàn là vì thanh kiếm kia, chứ không phải vì thực lực của bản thân hắn. Mà Diệp Huyên cũng hoàn toàn không thể khống chế được thời không thần bí kia, có thể nói, Diệp Huyên chính là một con cọp giấy. Chỉ cần một cú đấm của ông lão này, hắn sẽ lộ nguyên hình. Nhưng ông lão này lại bị dọa sợ. Hung Nghê lắc đầu, nàng ta thật sự không ngờ Diệp Huyên đi tới đây lại sống sót nhờ nói dối. Ngoại thành xa xa, Hư Vô chợt cất lời. Vì sao tiền bối không giết ông ta? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cô sẽ bỏ công đi giết chết một con kiến sao? Hư Vọng ngây người, sau đó lắc đầu. Diệp Huyên cười nói, mọi thứ trên đời này đều tựa như những con kiến, nếu ta muốn tiêu diệt, một kiếm đã có thể diệt cả chư thiên. Dứt lời, hắn nhìn Hư Vọng, cười nói, triệu năm qua, ta gần như chưa từng ra tay, cô có biết vì sao không? Hư Vọng lắc đầu. Diệp Huyên đáp, bình thường ta sẽ không ra tay, nhưng nếu ta ra tay sẽ không chỉ có một hai người chết. Ta sợ ta ra tay, một vùng vũ trụ sẽ sụp đổ. Hư Vọng. Nghe Diệp Huyên nói thế, vẻ mặt của Hư Vọng càng thêm cung kính. Bây giờ nàng ta đã hoàn toàn tin Diệp Huyên là mệnh chi cảnh. Ngay cả Huyền Cơ lão nhân cũng bái phục thì sao có thể là giả được. Lúc hai người cùng biến mất ở phía xa, Hung Nghê bỗng xuất hiện ở trước cửa thành, không chỉ có nàng ta mà thần nữ Thần Khâm cũng xuất hiện ở bên cạnh. Hung Nghê liếc mắt nhìn Thần Khâm, chỉ cười mà không nói gì. Vẻ mặt Thần Khâm không có cảm xúc gì, ngươi cứ để hắn giả vờ giả vịt vậy mãi. Hung Nghê liền đáp, ngươi không nhịn được thì đi mà xử hắn. Thần Khâm im lặng. Đúng là nàng ta rất muốn xử Diệp Huyên, thế nhưng nàng ta cũng thấy kiêng kỵ. Tên này không phải người hiền lành gì. Hung Nghê cười nói, chẳng liên quan gì cả, để hắn tiếp tục giả vờ như vậy đi. Xem hắn làm được đến mức nào. Thần Khâm quay đầu liếc nhìn Hung Nghê, mặt không có cảm xúc gì, một đám ngu xuẩn. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Hung Nghê lắc đầu. Thật ra nếu nàng ta không biết Diệp Huyên thì có khi nàng ta cũng bị lừa ấy chứ. Thanh kiếm Thanh Huyên và thời không thần bí của Diệp Huyên thật sự đã vượt khỏi nhận thức của cường giả nguyên thần cảnh, cũng bởi vì thế mà Diệp Huyên mới có thể dọa được Huyền Cơ lão nhân kia. Nhưng thứ khiến nàng ta nghi ngờ hơn là tại sao Diệp Huyên có thể đỡ được hai kiếm trực diện của Hư Vọng mà không hề hấn gì. Hắn làm sao được? Hung Nghê nghĩ mãi mà không ra. Chấm chấm chấm. Dưới sự chỉ dẫn của Hư Vọng, Diệp Huyên đi tới rừng rậm hắc ám, đứng trước cánh rừng, Diệp Huyên trầm mặc,
Rốt cuộc hắn cũng biết tại sao nơi này lại có tên là rừng rậm hắc ám rồi. Bởi vì nó thật sự hắc, khắp nơi đâu đâu cũng là rừng cây, xung quanh đều đen kịt, tựa như bị tạt mực lên. Diệp Huyên quay đầu nhìn Hư Vọng, rừng rậm hắc ám có gì đặc biệt không? Hư Vọng gật đầu, nơi đây rất là nguy hiểm, bởi vì bên trong có hắc ám chi linh, một sinh linh vô cùng đặc thù, mà rừng rậm hắc ám này chính là địa bàn của chúng, bọn chúng không hoan nghênh những sinh linh khác tiến vào trong đâu. Diệp Huyên nhìn mảnh rừng tối tăm trước mắt, chỉ im lặng. Hắn muốn đi vào, nhưng hắn biết, nếu đi vào thật thì e là sẽ có phiền toái lớn. Hư Vọng ở bên cạnh thấy Diệp Huyên im lặng thì không nói gì nữa. Một lát sau, Diệp Huyên đột nhiên nói, Hư Vọng cô nương, bên trong rừng rậm hắc ám này có vương không? Hư Vọng gật đầu, hắc ám chi vương hẳn là chúa tể của rừng rậm hắc ám. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn lại hỏi, đều là những người đang truy sát ta để tìm cô gái kia. Hư Vọng trầm giọng đáp, chủ yếu nhất là Võ Linh Vương và Triệu Thần Tiêu, hai người này đều là cường giả nguyên thần cảnh đỉnh cao, ngoại trừ bọn họ ra thì còn có rất nhiều cường giả bí ẩn, bọn họ đều muốn có được mỏ quảng thiên cực tinh trên người cô gái kia. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn đi vào trong rừng rậm hắc ám. Thấy thế, Hư Vọng do dự một chút rồi cũng đi vào theo. Có tiền bối này ở đây thì còn sợ cái quái gì? Hắc ám chi vương. Trước mặt đại lão mệnh chi cảnh thì cũng chỉ cun cút nghe lời thôi. Sau khi bước vào rừng rậm hắc ám, Diệp Huyên cau mày lại, trong này quá mức âm u. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đưa kiếm Thanh Huyên cho Hư Vọng, nếu có ai không có mắt đến, ngươi cứ chém. Hư Vọng vội gật đầu lia lịa, nàng ta nhận lấy kiếm Thanh Huyên, khoảnh khắc được nắm chặt kiếm Thanh Huyên. Khí chất toàn thân nàng ta liền thay đổi. Mặc dù bản thân nàng ta là mệnh thần cảnh, nhưng bây giờ nàng ta có cảm giác mình đã vô địch. Thanh kiếm này giúp thực lực của nàng ta tăng lên chí ít là 10 lần. Nhưng vào lúc này, một cây đại thụ màu đen phía xa xa đột nhiên nhúc nhích, dần dần, một bóng đen xuất hiện trước mặt hai người, thứ này đen kịt toàn thân, chỉ có đôi mắt là phát ra ánh sáng xanh thẳm âm u. Hư Vọng ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, hắc ám chi linh, giết không? Diệp Huyên quay đầu liếc nhìn Hư Vọng, sau đó nói, chúng ta phải lấy đức thu phục người trước, không được thì giết. Hư Vọng gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyên nhìn hắc ám chi linh, ta muốn gặp vương của các ngươi. Hắc ám chi linh châm chọc, muốn gặp Ngô Vương, ngươi mà cũng xứng. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Hư Vọng, giết được rồi đấy. Hư Vọng lập tức biến mất tại chỗ. Xoẹt. Hắc ám chi linh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị xóa sổ. Sau khi dừng lại, Hư Vọng nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, nàng ta có chút phấn khích, cảm giác này thật quá sung sướng. Có thể nói, khi cầm kiếm này trong tay, nàng ta vô địch trong cùng cảnh giới. Diệp Huyên liếc mắt nhìn xa xa, cười nói, hắc ám chi vương, người cũng kiêu căng ghê đấy. Tiếng như sấm rền. Cây cối hắc ám xung quanh rung lên kịch liệt. Nhưng không hề có lời nào đáp lại. Diệp Huyên híp mắt, hắn bước tới trước một bước, sau đó lại nói, hắc ám chi vương, trong vòng 10 hơi thở, nếu ngươi không đi ra thì bản quân sẽ dọn sạch rừng rậm hắc ám này của ngươi. Nghe Diệp Huyên nói thế, Hư Vọng ở bên cạnh cũng thấy nóng máu lên. Hung hăng thật. Đi theo đại lão thích quá. Nhưng vẫn không có ai trả lời. Thời gian từng chút trôi qua. Diệp Huyên nhíu mày lại, mẹ nó, tên này không xuất hiện thật à? Nếu không xuất hiện thì chẳng lẽ mình phải tiêu diệt rừng rậm hắc ám này thật? Với thực lực của hắn bây giờ, muốn dọn sạch rừng rậm hắc ám hình như có hơi quá sức. Ngay khi thời gian 10 hơi thở vừa kết thúc, một uy thế cường đại đột nhiên xuất hiện. Đến rồi, Diệp Huyên thả lỏng trong lòng. Lúc này... Một người đàn ông trung niên xuất hiện cách trước mặt Diệp Huyên và Hư Vọng không xa, người đàn ông trung niên này mặc đồ có hơi kỳ lạ, tóc tai dựng thẳng như chổi, không chỉ thế, quần áo cũng là được bện thành từ cây cối, nhìn như một người cây vậy. Hư Vọng đứng cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, hắc ám chi vương. Hắc ám chi vương liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, nghe bảo trong thành xuất hiện một mệnh chi cảnh, là các hạ sao? Diệp Huyên cười đáp, nơi này không hợp để nói chuyện. Chúng ta sang nơi khác đàm luận nhé.
Hắc ám chi vương khẽ nhíu mày, sang nơi khác. Diệp Huyên gật đầu, các hạ đi theo ta. Nói xong, hắn xòe lòng bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay, tiếp đó, hắn liền dẫn hư vọng vào trong tiểu tháp. Hắc ám chi vương do dự một lúc rồi cũng vào theo. Sau khi vào trong tiểu tháp, sắc mặt của Hắc ám chi vương và hư vọng lập tức thay đổi. Hắc ám chi vương nhìn lướt qua bốn phía, có chút khó tin mà nói, thời không nơi đây hoàn toàn khác với thời không ở bên ngoài, hơn nữa, thời gian trôi qua. Nói đến đây, gã đã không biết phải nói thế nào tiếp nữa. Bởi vì đã vượt khỏi nhận thức của gã. Hắc ám chi vương nhìn về phía Diệp Huyên, đây là... Diệp Huyên cười nói, đây là một loại thời không đặc biệt do ta sáng tạo ra, bình thường dùng để cho một vài tiểu bối của ta tu luyện. Hắc ám chi vương do dự một lúc rồi nói, tài năng của tiền bối thật khiến tại hạ khâm phục. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, người không biết làm à? Hắc ám chi vương có chút lúng túng, tại hạ chỉ mới là nguyên thần cảnh, thần thông cỡ này còn chưa từng tiếp xúc qua. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cũng đúng, nhưng không sao, cứ từ từ thôi. Hắc ám chi vương vội vàng nói, tiền bối dậy chí phải. Diệp Huyên làm một thế mời, mời ngồi. Nghe vậy, Hắc ám chi vương có chút được sủng mà sợ, vội nói, mời tiền bối trước. Diệp Huyên cười, sau đó bảo, cùng ngồi vậy. Nói xong, hắn ngồi xuống. Nhưng Hắc ám chi vương lại chỉ dám đứng. Diệp Huyên nhìn về phía Hắc ám chi vương, Hắc ám chi vương vội vàng nói, vãn bối thích đứng hơn. Diệp Huyên cười nói, xưng hô thế nào? Hắc ám chi vương nói, Mộc Sâm. Diệp Huyên gật đầu, Mộc Sâm, lần này ta đến rừng rậm Hắc ám là để tìm người. Nói xong, hắn xòe tay ra, chân dung của Tuyết tỷ xuất hiện trong tay hắn, chắc là ngươi đã gặp nàng rồi, đúng không? Nhìn thấy chân dung Tuyết tỷ, Mộc Sâm ngẩn người, là nàng. Diệp Huyên hỏi, quen không? Mộc Sâm gật đầu, từng gặp. Cô nương này một tháng trước từng đến rừng rậm Hắc ám, lúc ấy có hai người đang truy sát nàng ta. Diệp Huyên nhìn Mộc Sâm, người không ra tay với nàng chứ? Nghe vậy, Mộc Sâm vội vàng nói, không có không có. Sau khi cô nương kia tiến vào rừng rậm Hắc ám, ta vẫn chưa gây khó dễ gì, ngược lại còn khiến cho nàng rời khỏi rừng rậm Hắc ám. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, rời khỏi. Mộc Sâm gật đầu, nàng đi về phía hoang nguyên chi địa rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên có chút đau đầu, hắn quay lại nhìn hư vọng trầm giọng nói, ta không biết nhiều lắm về hoang nguyên chi địa, chỉ mới nghe qua thôi. Nói rồi, nàng ta nhìn Mộc Sâm, Hắc ám chi vương chắc là khá quen thuộc nơi đấy. Mộc Sâm trầm giọng nói, hoang nguyên chi địa có hơi đặc biệt, chỗ đó là nơi của hoang nguyên thần, tính tình của hoang nguyên thần này rất quái lạ, không hợp ở chung lắm. Diệp Huyên có chút đau đầu, lại phải đến hoang nguyên chi địa giả vờ nữa hả? Đừng thấy hắn bây giờ không sự gì, thật ra là trong lòng cũng hoảng lắm rồi. Lúc này, Mộc Sâm đột nhiên hỏi, tiền bối, ta đồng ý dẫn cậu đến hoang nguyên chi địa. Diệp Huyên nhìn về phía Mộc Sâm, không làm phiền ngươi chứ? Mộc Sâm khẽ mỉm cười, có thể cống hiến sức lực cho tiền bối là vinh hạnh của ta. Diệp Huyên cười đáp, vậy làm phiền rồi. Nói xong. Hắn liền dẫn Mộc Sâm và hư vọng rời khỏi tiểu tháp. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, Mộc Sâm vẫn còn có chút cảm thán, thời không ở trong tiểu tháp hoàn toàn khác với thời không ngoài hiện thực. Như nghĩ đến điều gì đó, Mộc Sâm nhìn về phía Diệp Huyên, tiền bối, thời không bên trong tiểu tháp chênh lệch với ở ngoài bao nhiêu vậy? Diệp Huyên cười đáp, bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Nghe vậy, Mộc Sâm và hư vọng đều trợn mắt ngoác mồm. Bên trong 10 năm bên ngoài 1 ngày. Lúc này trong lòng hai người như đang được rời núi lấp biển. Thần vật cờ này cũng khó mà dùng hai chữ nghịch thiên để diễn tả được. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, như vậy khó lắm sao? Mộc Sâm cười khổ, đâu chỉ khó. Với tiền bối thì chắc là rất đơn giản, nhưng với chúng ta quả thật khó tựa lên trời, nhất là thời không trong tiểu tháp như này. Ta sống lâu như thế, cũng nghiên cứu về thời không lâu như vậy, nhưng vẫn chưa từng nghe hay chứng kiến loại thời không đặc biệt kiểu này. Diệp Huyên cười nói, thời không loại này thật ra cũng không khó khăn mấy, chỉ là do hai người chưa từng tiếp xúc qua thôi. Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi lại nói, muốn đạt đến mệnh chi cảnh thật ra cũng không khó lắm đâu. Nói đến đây, hắn không tiếp tục nữa. Còn nói tiếp nữa thì lộ mất. Nghe thế,
Sắc mặt Mộc Sâm hoàn toàn thay đổi, gã quay sang cung kính thi lễ với Diệp Huyên rồi nói, xin tiền bối chỉ điểm, nếu tiền bối có thể chỉ bảo một hai câu, vãn bối sẽ ghi nhớ suốt đời. Diệp Huyên trầm mặc. Mẹ nó, ta phải chỉ dạy ngươi thế nào đây? Chỉ dạy. Hư Vọng nhìn về phía Diệp Huyên, có phần phấn khích. Được đại lão mệnh chi cảnh chỉ bảo cho. Đây chính là cơ hội vạn năm khó gặp đó. Dưới ánh mắt chờ mong của Hư Vọng và Mộc Sâm, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, vậy chúng ta nói về thời không chi đạo trước đi. Mộc Sâm vội vàng nói, xin tiền bối chỉ bảo. Diệp Huyên nhìn về phía Mộc Sâm, cười nói, ta nói qua loa thôi, các ngươi cũng đừng nghiêm túc quá. Có thể ngộ được bao nhiêu thì phải dựa vào bản thân. Nói xong, hắn xòe tay ra, sau đó nhẹ nhàng ép xuống, trong nháy mắt, một luồng thời không thần bí nhanh chóng bao trùm lấy Mộc Sâm và Hư Vọng. Khi bị thời không thần bí bao phủ lại, sắc mặt của Mộc Sâm và Hư Vọng lập tức thay đổi. Đây là một loại thời không bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc. Diệp Huyên cười nói, biết đây là thời không gì không? Mộc Sâm và Hư Vọng đều lắc đầu. Diệp Huyên thầm nghĩ, thật ra ông đây cũng không biết. Nhưng tất nhiên là hắn không thể trả lời như vậy được. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó nói, đây gọi là thời không thanh huyên, là một thời không hoàn toàn mới do ta mở ra. Mộc Sâm kinh ngạc, tiền bối mở ra. Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Mộc Sâm hơi, tài năng của tiền bối quả thật là quỷ thần khó lường. Hư Vọng cũng dâng lòng tôn kính, càng thấy thêm nể phục Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, với trí tuệ của hai vị, ta sẽ không nói gì thêm cả. Chính các ngươi tự cảm nhận một phen đi, ta tin là các ngươi sẽ thu hoạch được nhiều điều. Hai người chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó cảm nhận thời không thần bí của Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn hai người một chút rồi thở phào trong lòng. Mẹ kiếp! Mình sắp thành diễn viên chuyên nghiệp luôn rồi. Không chỉ phải giả vờ mà còn giả sao cho thật cho giống nữa chứ. Chấm chấm chấm. Bên ngoài, Hung Nghê và Thần Khâm đứng quan sát tình hình bên trong, sắc mặt cả hai đều khó coi. Bởi vì các nàng phát hiện, Mộc Sâm vậy mà lại cung kính với Diệp Huyên đến vậy. Chứng tỏ Mộc Sâm cũng đã bị Diệp Huyên lừa rồi. Thần Khâm trầm giọng nói, tên này cũng biết lừa phỉnh người khác phết. Hung Nghê trầm mặc. Nàng ta cũng có chút cạn lời, chưa từng gặp ai giả vờ giả vịt đỉnh đến thế. Lúc này, Thần Khâm trầm giọng nói, Hắc Ám Chi Vương cũng ngu thật. Vậy mà gã lại tin tên kia là mệnh chi cảnh thật. Đúng là quá ngu. Hung Nghê liếc mắt nhìn Thần Khâm, ta thì thấy ngươi mới ngu. Thần Khâm nhìn về phía Hung Nghê, vẻ mặt không tốt đẹp gì. Hung Nghê nói, không phải là Huyền Cơ lão nhân và Hắc Ám Chi Vương ngu xuẩn. Mà là do thanh thần kiếm cùng thời không thần bí trong tay tên kia. Đừng nói là bọn họ, cho dù là hai người chúng ta, nếu không phải đã biết được nội tình của hắn thì cũng sẽ bị hắn gạt thôi. Thần Khâm trầm mặc. Hung Nghê tiếp tục nói, tất nhiên, tên này lừa được người là do lá gan hắn cũng lớn. Nói thật, ta cũng có chút khâm phục hắn. Thần Khâm liếc mắt nhìn Hung Nghê, cười gằn, khâm phục hắn. Khâm phục hắn biết lừa người sao? Hung Nghê liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, Thần Khâm, nếu ngươi cùng cấp với hắn, với sự thông minh của ngươi, e là đã bị hắn chơi mất mạng rồi. Thần Khâm vô cảm nói, ngươi với hắn cùng một ruột. Hung Nghê cười cợt, đúng là thứ bạch liên hoa. Thần Khâm híp hai mắt lại, đánh một trận không? Hung Nghê nhún vai, đến đây. Chẳng mấy chốc, hai người lại lao vào đánh nhau. Chấm chấm chấm. Ở một bên khác. Diệp Huyên chậm rãi thu tay phải về, thời không thần bí kia biến mất. Hồi lâu sau, Mộc Sâm chậm rãi mở hai mắt ra, gã khẽ nói, thời không chi đạo, không có phần cuối. Nói rồi, gã lại nhìn Diệp Huyên, hơi thi lễ, đa tạ tiền bối đã chia sẻ thời không này, vãn bối đã thu hoạch được rất nhiều. Diệp Huyên cười đáp, chuyện nhỏ thôi. Mộc Sâm lắc đầu, đối với tiền bối thì chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với ta mà nói lại là chuyện vô cùng lớn lao. Cho dù như thế nào, ân tình hôm nay của tiền bối, Mộc Sâm vĩnh viễn không quên. Diệp Huyên cười nói, có lẽ phải làm phiền ngươi dẫn ta đi tìm cô gái kia rồi. Mộc Sâm vội vàng nói, tất nhiên rồi. Diệp Huyên, đi thôi.
Mộc Sâm vội vã dẫn đường. Chỉ chốc lát, ba người đã rời khỏi rừng rậm hắc ám. Dọc đường đi, Mộc Sâm và Hư Vọng đều vô cùng cung kính với Diệp Huyên. Bọn họ hoàn toàn tin Diệp Huyên là mệnh chi cảnh, không mảy may nghi ngờ. Không bao lâu sau, ba người đã đến hoang nguyên chi địa. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, nơi đây là một đồng hoang vô tận không thấy đầu cuối, không chỉ thế, trong không khí còn có mấy lớp bụi vàng âm u bay lơ lửng, mỗi khi gió lớn thổi qua, bụi vàng lại tung bay ngập trời. Mộc Sâm trầm giọng nói, tiền bối, phía trước chính là hoang nguyên chi địa, cũng chính là địa bàn của hoang nguyên thần. Diệp Huyên khẽ gật đầu, bảo hắn ta đi ra. Mộc Sâm do dự một lúc rồi nói, tiền bối, tính tình của hoang nguyên thần này không tốt lắm, e là. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, nếu không phối hợp thì giết là được. Nghe vậy, Mộc Sâm hơi thay đổi sắc mặt. Gã suýt nữa đã quên vị trước mặt này là đại lão mệnh chi cảnh. Thế là Mộc Sâm không nghĩ nhiều nữa, gã nhìn về phía chân trời rồi hô lên, hoang nguyên thần, ra gặp một lần. Không ai trả lời. Thấy thế, Mộc Sâm cau mày. Mộc Sâm lại nói, hoang nguyên thần. Tiếng như sấm dội. Toàn bộ hoang nguyên chi địa lập tức rung lên bần bật. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên từ xa, tên chó rác rưởi nào dám đến sủa bậy ở hoang nguyên chi địa ta. Nghe vậy, sắc mặt Mộc Sâm lập tức sầm xuống. Diệp Huyên nhìn về phía Mộc Sâm, xử hắn ta. Mộc Sâm có chút do dự. Diệp Huyên cười nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Mộc Sâm cười đáp, nếu tiền bối đã nói thế. Vậy ta sẽ đi xử lý hắn. Vừa dứt lời, gã đã đột nhiên vọt về trước. Trong nháy mắt, chân trời phía xa tối sầm đi, một luồng sức mạnh cường đại quét ngang mảnh đồng hoang này tự thủy triều dâng. Đúng lúc này, sâu trong hoang nguyên chi địa bỗng vang lên tiếng hét phẫn nộ, Mộc Sâm, ngươi nổi điên cái gì đấy? Ở phía xa xa trong hoang nguyên chi địa bỗng nổ tung, một vực sâu thời không xuất hiện. Trong vực sâu này có hai thân ảnh đang đứng đối đầu nhau, là Mộc Sâm cùng Hoang Nguyên Thần. Hoang Nguyên Thần nhìn chằm chằm vào Mộc Sâm, Mộc Sâm, ngươi và ta xưa nay đều là nước sông không phạm nước giếng, hôm nay ngươi tự dưng nổi điên gì vậy? Mộc Sâm lạnh lùng nói, lão tử nhìn ngươi thấy khó chịu, có được không? Nói xong, gã đã tung quyền ra. Mảnh thời không chỗ Hoang Nguyên Thần lập tức biến thành một vòng xoáy thời không. Trong mắt Hoang Nguyên Thần ánh lên một tia dữ tợn, hắn ta vọt về trước, một luồng sức mạnh lập tức bắn ra. Phía chân trời nơi xa, vô số thời không bị phá vụn, từng luồng sức mạnh to lớn không ngừng chấn động ra bốn phía. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên giật giật, bởi vì dư âm của những luồng sức mạnh kia đã chấn động đến chỗ hắn rồi. Chạy! Nếu mà chạy thì mất mặt biết bao nhiêu. Chỉ có thể gắng gượng chống chịu thôi. Diệp Huyên bước ra trước một bước triển khai kiếm vực. Vô địch kiếm vực, thời không xung quanh Diệp Huyên và Hư Vọng liền bị tiêu diệt. Mà Diệp Huyên cùng Hư Vọng không hề bị ảnh hưởng gì. Hư Vọng nhìn Diệp Huyên, trong lòng khiếp sợ, không hổ là cường giả mệnh chi cảnh, trong tình huống như vậy mà vẫn sừng sững như núi. Hơn nữa kiếm vực này cùng vô cùng huyền ảo, vừa nhìn đã biết không phải hạng tầm thường. Đúng là đại lão, phía trước Hư Vọng. Sắc mặt Diệp Huyên đã tái lại, thật ra nếu để hắn ra tay thì dư âm của luồng sức mạnh kia vẫn chưa đủ để làm hắn nội thương nghiêm trọng, nhưng hắn không thể ra tay được, ra tay là lỗ ngay. Cho dù là Hư Vọng hay Mộc Sâm, không ai là người thường cả, bởi vậy hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Cũng may là cho dù không ra tay, hắn ta vẫn miễn cưỡng chịu được cờ sức mạnh này. Chuyện này cũng khiến hắn hiểu rõ được đại thiết thực lực của bản thân. Sức chiến đấu chiêu chiến cho cấp của hắn vẫn còn chênh lệch với những nguyên thần cảnh này, thế nhưng sự thiên chi việc diễn ấy không phải quá lớn dù sao hiện tại hắn còn có thể vận dụng mập lực bản cấp thời không của thời không thần bí. Đúng lúc này, Mộc Sâm cùng Hoang Nguyên Thần ở phía xa đột nhiên dừng lại. Nguyên thần nhìn chằm chằm vào Mộc Sâm, Mộc nên cập rốt cuộc người nổi điên cái gì? Mộc Sâm cả giận nói, lào từ chứng nhiệt học Hoang Nguyên Thần khê nhíu mày, như nghề đến điều gì đó, hắn ta quay đầu nhìn Diệp Huyên cùng Hư Vọng ở phía dưới. Khi thấy Diệp Huyên, hắn ta càng nhíu mày chặt hơn, vệ gian chi đạo. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía Mộc Sâm, người dẫn thứ run rế kia đến đây làm gì? Nghe vậy, Mộc Sâm liền biến sắc, người mới là run rế. Cả nhà ngươi đều là run rế.
Hoàng Nguyên Thần chau mày, người bị bệnh gì vậy? Mộc Sâm gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng Nguyên Thần, vị này chính là Diệp Huyên tiền bối, ngươi lại dám gọi cậu ấy là run dế, Hoàng Nguyên Thần, ngươi ngại mình sống lâu quá hả? Tiền bối. Hoàng Nguyên Thần trầm giọng nói, Mộc Sâm, đầu óc ngươi hỏng rồi à? Gọi một tên run dế mới vô gian chi đạo là tiền bối. Mộc Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Nguyên Thần, ngươi đúng là đồ thiểu năng. Hoàng Nguyên Thần trầm giọng nói, Mộc Sâm, rốt cuộc ngươi bị bệnh gì thế? Mộc Sâm đang muốn cãi lại thì Diệp Huyên ở phía dưới đột nhiên quay sang nhìn Hư Vọng, giết chết hắn ta. Hư Vọng ngây cả người, sau đó lập tức rút kiếm bay lên. Xoẹt! Một luồng kiếm quang xé rách không trung. Phía chân trời, trong mắt Hoàng Nguyên Thần lóe ra một tia lệ khí, một mệnh thần cảnh nhỏ nhoi mà cũng dám ra tay với ta, muốn chết à? Nói xong, hắn ta bước lên trước một bước, đấm ra một quyền. Ầm! Kiếm quang vỡ vụn, Hoàng Nguyên Thần kia bị đẩy lui mấy nghìn trượng, khi hắn ta dừng lại, toàn bộ cánh tay phải đã bị chém đứt đôi. Thấy cảnh này, Hoàng Nguyên Thần bối rối. Mình bị một con kiến mệnh thần cảnh chém đứt tay. Không chỉ có Hoàng Nguyên Thần, mà Mộc Sâm ở bên cũng thấy khiếp sợ ở trong lòng. Sau khi Hư Vọng này cầm kiếm của tiến bối lại có sức chiến đấu kinh khủng đến như vậy. Phía xa, tuy Hư Vọng cũng bị đẩy lùi, nhưng trong mắt nàng ta lại ngập tràn vẻ hưng phấn. Bây giờ nàng ta có thể giết chết cả nguyên thần cảnh. Thanh kiếm trong tay này đúng là quá kinh khủng. Hư Vọng vốn định ra tay lần nữa, nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía dưới bỗng nói, lui xuống trước đi. Nghe Diệp Huyên nói vậy, Hư Vọng không chút do dự liền xoay người hóa thành một tia kiếm quang bay về phía sau Diệp Huyên. Thấy thế, Hoàng Nguyên Thần khẽ nhíu mày lại, hắn ta nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Lúc này đây, hắn ta đã phát hiện Diệp Huyên không hề đơn giản. Diệp Huyên mỉm cười, hắn nhìn Mộc Sâm, ngươi không giới thiệu chúng ta một chút à? Mộc Sâm ngây cả người, sau đó vội nói, Hoàng Nguyên Thần, vị này chính là Diệp Huyên tiền bối, mệnh chi cảnh. Mệnh chi cảnh. Nghe vậy, Hoàng Nguyên Thần liền ngây người. Lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía Hoàng Nguyên Thần, hỏi ngươi một vấn đề, nếu trả lời sai, ta sẽ cho ngươi thần hồn câu diệt. Nói rồi, hắn bước ra trước một bước, một thời không thần bí lập tức bao trùm lấy Hoàng Nguyên Thần. Sắc mặt Hoàng Nguyên Thần lập tức thay đổi. Đây là thời không gì? Trong mắt Hoàng Nguyên Thần tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lẽ nào tên này là cường giả mệnh chi cảnh thật? Diệp Huyên nhìn Hoàng Nguyên Thần, sau đó xòe tay ra, một tấm chân dung xuất hiện trong tay hắn, có biết người này không? Hoàng Nguyên Thần liếc nhìn bức tranh kia, hắn ta khẽ nhíu mày lại, là nàng ta. Tất nhiên là hắn ta biết. Diệp Huyên nói, bây giờ nàng ta đang ở đâu? Hoàng Nguyên Thần nhìn Diệp Huyên, im lặng. Diệp Huyên híp mắt lại, người muốn chết à? Hoàng Nguyên Thần hơi tái mặt, hắn ta nhìn sang Mộc Sâm và Hư Vọng đang đứng cung kính ở đằng sau Diệp Huyên, do dự một lúc rồi vẫn đáp, hiện tại nàng ta đang bị nhốt trong lao tù thời không. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, lao tù thời không. Hoàng Nguyên Thần nhìn Diệp Huyên, ngươi không biết à? Mộc Sâm cũng nhìn Diệp Huyên với vẻ hơi ngạc nhiên. Diệp Huyên vô cảm nói, ta phải biết thứ cấp thấp đó sao? Hoàng Nguyên Thần khẽ cong khóe môi, đó mà là thứ cấp thấp. Diệp Huyên khoát tay một cái, đừng có phí lời nữa, người dẫn ta đi xem. Hoàng Nguyên Thần liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn Mộc Sâm cùng Hư Vọng, chém hắn ta. Hư Vọng không hề do dự, trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang chém tới. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Nguyên Thần hoàn toàn biến sắc. Hắn ta không sợ Hư Vọng, nhưng lại rất sợ kiếm trong tay nàng ta. Kiếm kia có thể chặt nát cơ thể hắn ta một cách dễ dàng. Quan trọng nhất là bên cạnh còn có một Mộc Sâm nữa. Nếu hai người này liên thủ với nhau thì giải quyết hắn ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyên Thần vội vàng nói, chờ chút. Phía xa, Diệp Huyên liền hô, dừng lại. Hư Vọng lập tức dừng lại, sau đó cung kính lùi ra sau Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Hoàng Nguyên Thần, dẫn ta đi. Hoàng Nguyên Thần liếc mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sau đó nói, đi theo ta. Nói rồi, hắn ta xoay người,
không gian trước mặt hắn ta lập tức biến thành một màu đen kịt. Hoàng Nguyên Thần tiến vào trong. Diệp Huyên xòe tay, kiếm Thanh Huyên trong tay hư vọng bay về lại trong tay hắn, sau đó hắn mới bước vào. Mộc Sâm và hư vọng cũng vội vàng đi theo. Chẳng mấy chốc, bốn người đã tới trong một vùng thời không thần bí, mảnh thời không này tựa một lao tù, hơn nữa còn vô cùng kiên cố. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, ở đấy hắn thấy được một cô gái. Không ai khác chính là Tuyết Tỷ. Lúc này đây Tuyết Tỷ đang bị một lao tù thời không vây khốn lại, trước mặt nàng không xa còn có hai người đàn ông trung niên. Lúc này, hư vọng đứng bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, bên trái là Võ Linh Vương, bên phải là Triệu Thần Tiêu. Diệp Huyên nhìn hai người kia một chút, sau đó nhìn sang Tuyết Tỷ, lúc này tuy Tuyết Tỷ đang bị cầm tù, nhưng vẫn không có vấn đề lớn lao gì. Mà lúc này, Dương Niệm Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Huyên, khi thấy Diệp Huyên, nàng hơi ngẩn ra, sau đó cười hỏi, sao lại đến đây rồi? Nghe Dương Niệm Tuyết nói thế, mấy người còn lại đều quay sang nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, khoan hẵng nói mấy chuyện này. Nói xong, hắn chậm rãi bước về phía Dương Niệm Tuyết. Thấy thế, Võ Linh Vương và Triệu Thần Tiêu đều nhíu mày lại, mà Hoang Nguyên Thần kia thì nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này đây hắn ta cũng có chút kiêng kỵ với Diệp Huyên, hắn ta cũng sợ chứ, lỡ như tên này là mệnh chi cảnh thật thì sao? Ngay lúc Diệp Huyên tới gần lao tù thời không kia, trong mắt Võ Linh Vương lóe lên một tia sáng lạnh, định ra tay thì Triệu Thần Tiêu ở bên cạnh đã ngăn lại. Triệu Thần Tiêu nhìn Diệp Huyên ở phía xa, để xem đã. Võ Linh Vương do dự một chút rồi cũng không ra tay nữa, phải biết nơi đây là lao tù thời không, hơn nữa còn là do đích thân ông ta và Triệu Thần Tiêu bố trí, người bình thường căn bản không thể phá vỡ. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở miệng, mở. Dứt lời, hắn liếc bước chân vào trong lao tù thời không kia. Thấy cảnh này, Võ Linh Vương và Triệu Thần Tiêu liền bối rối. Vậy là đi vào rồi. Ở một bên khác, sắc mặt Hoang Nguyên Thần cũng vô cùng nghiêm nghị. Tên này có thể đi vào được lao tù thời không? Là mệnh chi cảnh thật à? Phía xa, Diệp Huyên đi tới trước mặt Dương Niệm Tuyết, hắn cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn kéo tay Dương Niệm Tuyết, nháy mắt, lực lượng thời không thần bí bao vây Dương Niệm Tuyết lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, trong mắt Dương Niệm Tuyết cũng ánh lên một tia kinh ngạc. Cứ thế, Diệp Huyên dẫn Dương Niệm Tuyết ra khỏi lao tù thời không kia. Ở một bên khác, sắc mặt của Võ Linh Vương và Triệu Thần Tiêu đã vô cùng khó coi. Võ Linh Vương đang định ra tay thì Triệu Thần Tiêu đã cản lại. Lúc này, Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Võ Linh Vương và Triệu Thần Tiêu, hắn không nói gì, chỉ cười khẩy một cái, ánh mắt kia tựa như đang nhìn hai con giun dế. Thấy thế, sắc mặt Võ Linh Vương lập tức sầm xuống, ông ta nắm chặt tay phải lại định tung chiêu, nhưng lúc này Mộc Sâm bỗng cười nói, Võ Linh Vương, sao thế, người định ra tay với cường giả mệnh chi cảnh. Mệnh chi cảnh. Võ Linh Vương sửng sốt, sau đó nhìn sang Diệp Huyên, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin, mệnh. Mệnh chi, Triệu Thần Tiêu kia cũng tỏ vẻ khó tin. Thiên cực giới này từ khi nào đã xuất hiện mệnh chi cảnh? Lúc này, Diệp Huyên đã dẫn Dương Niệm Tuyết đi được một đoạn. Mộc Sâm và Hư Vọng cũng vội vàng đi theo sau, xung quanh, sắc mặt ba người Võ Linh Vương đều vô cùng khó coi. Lúc này, Triệu Thần Tiêu đột nhiên nói, hắn là mệnh chi thật sao? Nói rồi, gã ta nhìn về phía Hoang Nguyên Thần. Hoang Nguyên Thần trầm mặc một lát rồi nói, không biết. Triệu Thần Tiêu khẽ nhíu mày. Không biết, Hoang Nguyên Thần trầm giọng nói, ta cũng thấy nghi ngờ. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, Mộc Sâm và nữ kiếm tu kia cung kính với hắn như vậy, không chỉ thế hắn còn phá được lao tù thời không. Quan trọng nhất là, ta thấy hắn từng dùng một loại thời không thần bí, mà thời không đó ta từng thấy qua bao giờ, nghe vậy, sắc mặt Triệu Thần Tiêu có chút khó coi. Sắc mặt Võ Linh Vương cũng vô cùng u ám, ông ta không ngờ rằng nơi này lại xuất hiện cường giả mệnh chi cảnh. Đúng là quá khó tin, nhưng vào lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện. Người này chính là Thần Khâm. Ba người Võ Linh Vương đều nhìn về phía Thần Khâm lạnh lùng nói, các ngươi tin hắn là mệnh chi cảnh thật sao? Hoang Nguyên Thần nhìn chằm chằm vào Thần Khâm, ngươi có ý gì? Thần Khâm cười nói, có ý gì? Ta nói cho các ngươi biết, tên kia căn bản không phải là mệnh chi cảnh, hắn chỉ là vô gian chi đạo thôi.
Hoàng Nguyên Thần lạnh lùng nói, ngươi bảo hắn là vô gian chi đạo, vậy ta hỏi ngươi, vì sao hắn có thể bỏ qua được lao tù thời không? Chẳng lẽ lao tù thời không kia là giả? Thần Khâm lạnh lùng đáp, hắn có thể bỏ qua lao tù thời không là vì thanh kiếm trong tay kia, thanh kiếm của hắn vô cùng đặc biệt, có thể bỏ qua mọi loại thời không? Chứ không phải vì hắn dựa vào thực lực thật. Hoàng Nguyên Thần trầm giọng nói, thanh kiếm kia có thể bỏ qua mọi thời không? Thần Khâm gật đầu, đúng. Hoàng Nguyên Thần lại hỏi, tại sao nó có thể làm được vậy? Thần Khâm đáp, sao ta biết được? Hoàng Nguyên Thần cười nói, cô nương, giả dụ lời ngươi nói là thật, hắn không phải là mệnh chi cảnh, vậy tại sao thanh kiếm trong tay của hắn lại kinh khủng đến vậy? Còn có thể bỏ qua mọi loại thời không? Vấn đề này ngươi đã trả lời rồi, vậy ta đổi câu hỏi. Thanh kiếm này đến từ đâu? Thần Khâm mặt không cảm xúc, làm sao ta biết? Hoàng Nguyên Thần cười nói, ngươi không biết. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi cũng là cường giả nguyên thần cảnh đỉnh cao, vậy ngươi có khả năng sáng tạo ra một thần vật có thể bỏ qua mọi loại thời không không? Thần Khâm trầm mặc. Bởi vì nàng ta không thể. Hoàng Nguyên Thần lắc đầu nở nụ cười, còn nữa, lúc trước hắn có thi triển ra một loại thời không thần bí ta chưa từng gặp bao giờ. Hơn nữa ta có thể xác định rằng loại thời không kia cao cấp hơn bất kỳ thời không nào ta biết. Cô nương, người có thể giải thích cho ta biết thời không thần bí đó đến từ đâu không? Thần Khâm nhìn Hoang Nguyên Thần, ta đến đây chỉ để nói cho ngươi biết hắn không phải là mệnh chi cảnh, người mổ xẻ ra nhiều thứ như vậy làm gì? Hoang Nguyên Thần cười nói, cho dù hắn thật sự không phải là mệnh chi cảnh, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí phía sau có thể còn có cường giả mệnh chi cảnh chống lưng. Nếu không hắn không thể nắm giữ được thần vật như vậy được. Nói rồi, gã lắc đầu cười, Mộc Sâm kia cũng không ngu, vì sao hắn lại tôn kính thiếu niên ấy đến vậy? Cho dù là vì sao đi chăng nữa thì cũng có thể chắc chắn một chuyện, thiếu niên kia tuyệt đối không đơn giản. Thần Khâm nhìn Hoang Nguyên Thần, không nói gì. Hoàng Nguyên Thần tiếp tục nói, cô nương đến nói cho chúng ta mấy chuyện này là muốn chúng ta ra tay với hắn. Nói cách khác, cô nương là kẻ địch của thiếu niên kia nhưng lại không dám ra tay. Nếu hắn chỉ là vô gian chi đạo thì sao ngươi không tự đi xử hắn đi? Ngươi tự đi mà đánh hắn. Sắc mặt Thần Khâm có chút khó coi. Hoàng Nguyên Thần khinh thường liếc mắt nhìn Thần Khâm, còn muốn lợi dụng chúng ta, nghĩ chúng ta thiểu năng sao? Nói rồi. Hắn ta xoay người rời đi. Thần Khâm trầm mặc một lát rồi cũng định rời đi, nhưng lúc này, Võ Linh Vương kia đột nhiên hỏi, cô nương, thiếu niên kia thật sự không phải là mệnh chi cảnh. Thần Khâm liếc mắt nhìn Võ Linh Vương, người thích tin thì tin. Võ Linh Vương cười nói, tất nhiên là ta tin, bởi vì nếu thiếu niên kia là mệnh chi cảnh thật, hắn chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, hơn nữa hắn cũng chưa từng ra tay. Triệu Thần Tiêu ở một bên trầm giọng nói, giống Hoang Nguyên Thần từng nói, thiếu niên kia không phải người bình thường đâu. Võ Linh Vương gần giọng đáp, hai người chúng ta đuổi theo cô gái kia cả tháng trời, mấy mỏ thiên cực tinh sắp vào tay đến nơi rồi, hắn dựa vào đâu mà đến là chúng ta phải chắp tay dâng cho. Nói rồi, sắc mặt ông ta ngày càng dữ tợn, chỉ cần hắn không phải là mệnh chi cảnh, chúng ta cần gì sợ hắn. Triệu Thần Tiêu có chút do dự. Võ Linh Vương nhìn về phía Thần Khâm, cô nương, liên thủ không? Thần Khâm do dự một chốc rồi đáp, được thôi. Võ Linh Vương nói, đi. Nói xong, ông ta và Thần Khâm đã biến mất tại chỗ. Triệu Thần Tiêu lưỡng lự một lúc rồi vẫn quyết định không ra tay, gã ta tin Hoang Nguyên Thần hơn. Chấm chấm chấm. Mấy người Diệp Huyên vừa trở lại Thiên Cực Thành thì Võ Linh Vương và Thần Khâm đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Thấy thế, Diệp Huyên cau mày lại. Võ Linh Vương nhìn về phía Mộc Sâm, hắn căn bản không phải là cường giả mệnh chi cảnh, mặc dù hắn có thể bỏ qua thời không thật, nhưng tất cả đều là nhờ thanh kiếm trong tay hắn. Không có thanh kiếm kia, hắn chả là cái thá gì cả. Nghe vậy, Mộc Sâm cau mày lại, gã nhìn Diệp Huyên cười trừ, là cô nương này nói cho ngươi chứ gì. Thần Khâm nhìn Diệp Huyên, ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ sao? Diệp Huyên cười cười, hắn xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn bay đến trước mặt Võ Linh Vương, nàng ta bảo là do thanh kiếm này lợi hại đúng không? Nào, người dùng thử đi. Võ Linh Vương híp hai mắt lại, ông ta nhìn Thần Khâm ở bên cạnh, Thần Khâm im lặng,
nàng ta cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này, Võ Linh Vương đột nhiên nắm chặt kiếm rồi chém ra. Xoẹt! Một luồng kiếm quang bổ xuống, không gian vỡ ra. Nhưng đây là sức mạnh của Võ Linh Vương. Võ Linh Vương sửng sốt, ông ta không cam lòng, lại quan sát kiếm Thanh Huyên một lúc, nhưng không hề phát hiện điểm đặc biệt nào. Đây căn bản là một thanh kiếm không thể bình thường hơn. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên chậm rãi đi đến chỗ Võ Linh Vương, hắn cười nói, kiếm mạnh là vì người, trong tay người khác, kiếm này chỉ là một thanh kiếm không đặc biệt gì, nhưng nếu ở trong tay Diệp Mỗ ta, nó sẽ trở thành thanh kiếm vô địch thế gian. Nói rồi, hắn nhìn về phía Võ Linh Vương, cười nói, kiếm không quan trọng, quan trọng là người sử dụng nó, kiếm trở nên bất phàm là vì người hiểu chưa? Mọi người. Võ Linh Vương nhìn Diệp Huyên đang tới gần, trong mắt lộ vẻ dè chừng, sợ hãi. Mà Thần Khâm bên cạnh lại chợt cười khẩy, Diệp Huyên, ngươi vẫn còn giả vờ à? Nếu ngươi thật sự là mệnh chi cảnh thì ngươi giết hai chúng ta đi. Diệp Huyên nhìn Thần Khâm, cười hỏi, giết cô xứng sao? Nghe vậy, sắc mặt Thần Khâm chợt trở nên vô cùng khó coi, ngươi giả vờ cái gì cơ chứ? Đúng lúc này, Dương Niệm Tuyết ở một bên đột nhiên biến mất tại chỗ. Sắc mặt Thần Khâm thay đổi đáng kể, nàng ta giơ ngang cánh tay lên đỡ lại. Bùm! Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Thần Khâm bị đẩy lùi bay ra cả vạn trượng, nàng ta vừa mới dừng lại thì thời không sau lưng đã bị phá hủy. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Diệp Huyên sửng sốt, Tuyết tỷ thật hung hãn. Dương Niệm Tuyết nhìn Thần Khâm bị văng ra xa, cười hỏi, có biết hắn là gì của ta không? Nói rồi nàng quay người lại nhìn Diệp Huyên, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn là sư tôn của ta. Từ trăm vạn năm trước đã đạt đến mệnh chi rồi. Sư tôn. Nghe thấy lời này của Dương Niệm Tuyết, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Diệp Huyên cũng vậy, nhưng hắn nhanh chóng bình thường trở lại, hiển nhiên Tuyết tỷ đang phối hợp diễn kịch với hắn. Tuyết tỷ nhập vai rồi. Phía xa, Thần Khâm nhìn chằm chằm vào Dương Niệm Tuyết, người không thể nào là đệ tử của hắn được. Hắn mới chỉ là vô gian chi đạo. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, người thật là thiểu năng. Nói xong nàng quay đầu lại nhìn Võ Linh Vương, sắc mặt Võ Linh Vương hơi thay đổi, ông ta nhanh chóng nói, làm phiền hai vị rồi. Nói xong, ông ta mau chóng buông kiếm Thanh Huyên ra, kiếm Thanh Huyên từ từ bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm kiếm Thanh Huyên khẽ vung nhẹ, trong phút chốc, thời không xung quanh lập tức trở nên vặn vẹo. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Võ Linh Vương nhảy lên. Diệp Huyên nhìn Võ Linh Vương, cười bảo, ta giữ mỏ thiên cực tinh đó rồi. Nếu ngươi không phục thì cứ gọi người tới báo thù, gọi bao nhiêu cũng được, ta là vô địch rồi, ngươi cứ thoải mái. Tất cả mọi người. Võ Linh Vương nhìn Diệp Huyên, vội vàng nói, không dám. Vãn bối cáo lui. Nói xong, ông ta quay người biến mất. Diệp Huyên liếc nhìn Thần Khâm ở nơi xa, Thần Khâm cô nương, nể tình ta và cô từng có một đoạn tình ngắn ngủi nên hôm nay ta không giết cô đi đi. Nhưng cô đừng bám giết lấy ta nữa, ta một lòng hướng đạo, không muốn vướng bận bởi tình cảm nam nữ. Nghe vậy, nét mặt Mộc Sâm và Hư Vọng ở bên cạnh đều trở nên kỳ lạ. Bảo sao? Thì ra giữa hai người này có điều mờ ám. Vẻ mặt Thần Khâm lập tức trở nên cực kỳ khó coi, Diệp Huyên, ngươi ăn nói bậy bạ gì vậy hả? Ta với ngươi có đoạn tình ngắn ngủi lúc nào? Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nói, ta đi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần Khâm tức giận, ngươi nói cho rõ ràng đi đã. Nói rồi nàng ta định đuổi theo Diệp Huyên, lúc này, Dương Niệm Tuyết chợt đứng chắn trước mặt nàng ta. Dương Niệm Tuyết nhìn Thần Khâm, cười bảo quay về đi. Nói xong nàng quay lưng bỏ đi. Sắc mặt thời không vô cùng khó coi. Lúc này, Hùng Nghê xuất hiện bên cạnh Thần Khâm, nhìn nàng ta rồi bảo, ta đã nói với ngươi lâu rồi, đừng vạch trần hắn, vì điều đó là vô ích thôi, nhưng ngươi cứ không tin. Bây giờ thiệt thời rồi chứ. Thần Khâm mang vẻ mặt không cảm xúc, đều là một lũ ngu ngốc. Hùng Nghê lắc đầu, nếu ngươi không ngốc thì sao ngươi không động đến hắn. Thần Khâm liếc nhìn Hung Nghê, ngươi muốn nói gì? Hung Nghê cười, ta muốn nói ngươi đúng là để ngốc. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Thần Khâm lạnh giọng bảo, Hung Nghê, để ta xem ngươi sẽ dùng cách gì để lấy được thời không thần bí từ tay hắn.
Hung Nghê ở phía xa liếm kẹo hồ lô, đầu không ngoảnh lại, điều này thì không cần ngươi phải bận tâm, nét mặt Thần Khâm càng lúc càng khó coi hơn. Sau khi biết Diệp Huyên đã về thành, Huyền Cơ lão nhân lập tức ra nghênh đón. Mà Diệp Huyên cũng không đi ngay, bảo Huyền Cơ lão nhân sắp xếp cho mình một chỗ ở. Bên trong một lầu các, trong phòng chỉ Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyên cười nói, Tuyết tỷ, lâu rồi không gặp. Dương Niệm Tuyết quan sát Diệp Huyên rồi đáp, ta không ngờ lại là đệ tới cứu ta, nói rồi nàng lại quan sát Diệp Huyên lần nữa, đệ thật sự chỉ là vô gian chi đạo. Diệp Huyên gật đầu, Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, lợi hại, Diệp Huyên lắc đầu cười, Tuyết tỷ, dự tính tiếp theo của tỷ là gì? Dương Niệm Tuyết nhìn xung quanh rồi nói, muốn đưa đệ đến một nơi. Diệp Huyên hỏi, nơi nào vậy? Dương Niệm Tuyết cười, một di tích cổ. Mỏ thiên cực tinh của ta lấy được từ di tích cổ ấy, nhưng khi đó ta không đi vào sâu, chỉ đi bên ngoài thôi. Diệp Huyên trầm giọng bảo, Tuyết tỷ, vì sao phụ thân không đưa tỷ đi cùng? Dương Niệm Tuyết lập tức lắc đầu, đi theo phụ thân thật sự quá nhàm chán. Diệp Huyên cười khổ, bên ngoài nguy hiểm lắm. Dương Niệm Tuyết lại bảo, nguy hiểm mới tốt, nguy hiểm có thể rèn luyện bản thân. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi bảo, cũng đúng. Dương Niệm Tuyết nhìn ra bên ngoài rồi nói, lát nữa đi luôn đi. Diệp Huyên do dự, có cần dẫn theo nhóm Mộc Sâm không? Dương Niệm Tuyết hỏi, vì sao? Diệp Huyên trả lời, để cảm thấy sẽ cần đến họ. Hơn nữa nơi này phức tạp, có thêm hai trợ thủ cũng tốt. Dương Niệm Tuyết trầm giọng bảo, đệ không sợ bọn họ nhìn thấu đệ à? Diệp Huyên cười nhẹ, sợ cái gì, chẳng phải còn có Tuyết tỷ đây sao? Dương Niệm Tuyết bảo, có phải đệ sợ người phụ nữ vừa nãy và Võ Linh Vương lại tới gây sự nữa không? Diệp Huyên gật đầu, đệ chưa ra tay lần này, bọn chúng sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, Tuyết tỷ có mỏ thiên cực tinh, bọn chúng sẽ không từ bỏ đâu. Dương Niệm Tuyết gật đầu, vậy thì dẫn theo đi. Nói xong hai người rời khỏi lầu các. Mà Mộc Sâm, Huyền Cơ lão nhân và Hư Vọng thì vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thấy Diệp Huyên, Huyền Cơ lão nhân vội vàng nói, tiền bối ở đây không được thoải mái ạ. Diệp Huyên đáp, rất thoải mái. Nói rồi hắn nhìn ba người họ, bảo, đồ nhi của ta nói phát hiện ra một di tích cổ, mỏ thiên cực tinh của nàng ấy cũng được phát hiện tại di tích đó, ba người các ông có hứng thú đi cùng không? Nghe vậy, ba người vui mừng khôn xiết. Huyền Cơ lão nhân vội nói, đương nhiên có hứng thú rồi, nhưng chúng ta đi cùng có tiện không? Diệp Huyên cười hỏi ngược lại, có gì không tiện? Huyền Cơ lão nhân lập tức hơi cúi đầu chắp tay, vậy thì đa tạ tiền bối. Mộc Sâm cũng cúi đầu thật sâu, đa tạ. Diệp Huyên nhìn Hư Vọng, cô cũng đi cùng đi, nhân tiện ta chỉ điểm cho cô, để cô đạt đến nguyên thần cảnh. Nghe thế, Hư Vọng trở nên kích động, lập tức cung kính cúi đầu, đa tạ tiền bối. Diệp Huyên cười nhẹ. Chiến lực của Hư Vọng vốn cực mạnh, nếu đạt đến nguyên thần cảnh, lại thêm kiếm thanh huyên thì chắc chắn là tồn tại bất khả chiến bại trong cùng cảnh giới. Một lúc sau, mọi người lên đường. Trên đường đi, Huyền Cơ lão nhân nghiêm nghị hỏi, tiền bối, trong bóng tối có hai cô gái vẫn luôn đi theo chúng ta, có cần xử lý không ạ? Diệp Huyên quay đầu lại nhìn. Đương nhiên hắn biết Huyền Cơ lão nhân đang nói đến ai, đương nhiên là Hung Nghê và Thần Khâm rồi. Hai người phụ nữ cũng kiên nhẫn đấy, đi theo tới tận đây. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta biết hai người này, cứ để họ đi theo đi. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài, chỉ trách ta năm đó quá phong lưu. Nghe thế, Huyền Cơ lão nhân hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười ngượng. Phía sau, Thần Khâm nhìn nhóm Diệp Huyên phía xa, bọn họ định đi đâu nhỉ? Hung Nghê hờ hững trả lời, ai biết được. Thần Khâm nhìn Hung Nghê sau đó nói, người của Thiên Đạo Tông tới rồi. Hung Nghê lắc đầu, có tác dụng gì? Đừng nói là họ, cho dù Tông chủ Thiên Đạo Tông tái sinh thì cũng có ích gì. Không nhìn thấy à, bây giờ bên cạnh tên đó có tới 4 hộ vệ siêu cấp. 4 hộ vệ siêu cấp. Nghe vậy. Nét mặt Thần Khâm hơi khó coi. Hung Nghê lắc đầu thở dài, mẹ kiếp, ta muốn xem tên này có thể giả vờ được đến khi nào. Thần Khâm nhìn về phía xa với vẻ mặt vô cảm, nếu hắn gặp một vị mệnh chi cảnh chân chính. Nói đến đây, nàng ta không nói tiếp nữa.
Cường giả mệnh chi cảnh chân chính. Cho dù là nàng ta cũng chưa thấy bao giờ. Cường giả cấp bậc này thật sự quá khó để gặp được. Ở phía xa, dưới sự dẫn đường của Dương Niệm Tuyết, mọi người đi thẳng đến khu di tích cổ. Trên đường đi, Diệp Huyên nhìn Hư Vọng, cô vào tiểu tháp của ta tu luyện đi. Hư Vọng ngây ra, sau đó run giọng hỏi, được à? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Nói rồi hắn nhìn Dương Niệm Tuyết, Thiên Cực Tinh. Dương Niệm Tuyết nở nụ cười, ngón tay cong lại, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi trước mặt Hư Vọng, nàng ta nhìn nhẫn chứa đồ, bên trong chiếc nhẫn có tới 50.000 viên Thiên Cực Tinh. Thấy vậy, Hư Vọng chợt biến sắc, thế này. Phải biết rằng, mỗi lần nàng ta đều phải dựa vào cướp giật mới có thể có được Thiên Cực Tinh, mà một năm, nhiều nhất nàng ta chỉ có được 1.000 viên Thiên Cực Tinh, hơn nữa đều là dùng mạng đổi lấy. Mà bây giờ đối phương lại trực tiếp cho nàng ta 5 vạn Thiên Cực Tinh. Dương Niệm Tuyết cười khẽ, 50.000 Thiên Cực Tinh này chắc đã đủ cho cô đạt đến nguyên thần cảnh rồi, nếu không đủ thì ta sẽ cho cô thêm. Hư Vọng cúi đầu thật sâu, đa tạ. Nói rồi nàng ta lại nhìn Diệp Huyên cười nói, Hư Vọng cô nương, ta và cô cũng coi như có duyên, thế này được không? Nếu cô đồng ý bái ta làm sư phụ thì ta không chỉ giúp cô đạt tới nguyên thần cảnh mà còn dạy cô một kiếm kỹ siêu cấp tuyệt thế vô song. Nghe vậy, Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân đều có vẻ rung động, hai người nhìn Hư Vọng, trong mắt đều là vẻ hâm mộ bái sử, điều này đồng nghĩa với việc có thêm một chỗ dựa siêu cấp. Hư Giảng không chút do dự, lập tức cúi đầu thật sâu, bái kiến sự tên Diệp Huyền cười lớn. Không cần đa lễ, vào trong tháp tu luyện. Nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Hư Vọng gật đầu, vâng. Nói xong nàng ta bước vào tiểu tháp. Bên trong tiểu tháp, Hư Vọng nhìn nhẫn chứa đề trong tay, hít sâu một hơi, chỉ cần có đủ Thiên Cực Tinh, nàng ta tự tin có thể đạt tới nguyên thần cảnh. Thế giới này là như vậy. Dù người cố gắng hơn nữa, có thiên phú hơn nữa, nhưng nếu không có tiền thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Mà rất nhiều lúc nếu có người giúp đỡ thì cuộc đời sẽ hoàn toàn khác một lúc sau. Hư Giảng từ từ nhắm mắt lại đầu tư luyện. Một canh giờ sau, đám người Diệp Huyên được đến tận sâu trong một dãy núi. Mộc Sâm nhìn lướt qua bốn phía, Siêu Đới và có Độ Tuyết cô nương, nơi này chính là di tích Im Đốc Tế và căn kia. Dương Niệm Tuyết gật đầu, Mộc Sâm trầm giọng nói, nhưng nước tưới khiến ân có gì cả. Dương Niệm Tuyết cười nói, nơi này có thư viện Minh Co. Nói xong, nàng đi đến dưới một tàng câu lại yêu các chim không xa, nàng áp nhẹ tay phải. Một lực nhược đi thần bé rót vào cây kia, dần dần, một tinh cách mấy trăm trượng trước mặt mọi người lại tập nên hư ảo không báo lâu trước ánh mắt của mọi người bị vùng ngại. Núi kia từ từ nứt ra, trong ngọn núi xuất hiện một tòa cung điện màu đen cổ xưa. Đám Mộc Sâm nhìn thấy một màn này, gương mặt lộ vẻ xúc động. Di tích. Hai người chuẩn bị đi đến đó, dường như nghĩ đến cái gì, hai người lại ngừng lại, xoay người nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này, Dương Niệm Tuyết cười nói, hai vị, nơi này không hề đơn giản, giống như ở trước mặt không xa còn có một đại trận thời không, người ngoài bước vào trong đó, sẽ lập tức bị lạc phương hướng, sau đó rơi vào vực sâu thời không vô tận, vực sâu thời không của nơi đó, cho dù là nguyên thần cảnh cũng không thể coi thường. Mộc Sâm trầm giọng nói, đa tạ Tuyết cô nương nhắc nhở. Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn đi về phía xa. Hai người bọn Mộc Sâm cũng vội vàng đuổi theo. Khi đám người Diệp Huyên bước vào khoảng thời không kia, nó bắt đầu đan xen vào nhau. Đám Mộc Sâm thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, mà lúc này, quanh người Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một thời không thần bí. Sau khi thời không thần bí này xuất hiện, những đại trận thời không xung quanh dần dần tiêu tán. Căn bản không chịu nổi thời không thần bí của Diệp Huyên. Nhìn thấy một màn này, Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau. Trong mắt hai người đều có chút chấn động. Đúng là đại lão. Thực ra, trong lòng Dương Niệm Tuyết cũng hơi kinh ngạc, lúc đầu nàng tưởng rằng Diệp Huyên làm màu, nhưng gần đây nàng phát hiện, Diệp Huyên vẫn là có chút lợi hại. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía hai người, cười nói, đi thôi. Mọi người tiếp tục đi. Khi đi đến chân núi, nơi bậc đá dưới chân núi có một người đàn ông trung niên đang đứng đó. Người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xám rất giản dị, đầu đội mũ trúc, hai mắt khép hờ, không giống người sống. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, lúc này, người đàn ông trung niên từ từ mở mắt, Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân nhìn thấy cảnh này,
sắc mặt khẽ biến, trong lòng thầm đề phòng. Bởi vì hai người bọn họ không thể nhìn thấu người đàn ông trung niên này. Ánh mắt người đàn ông trung niên dừng trên người Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên trầm lặng. Trong lúc nhất thời, nơi đây trở nên yên tĩnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bước lên trước một bước, người đàn ông trung niên vẫn là không nói gì, cứ như vậy nhìn Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên phóng ra một thời không thần bí bao trùm lấy người đàn ông trung niên, y hơi ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đây. Diệp Huyên cười nói, các hạ xưng hô thế nào? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, người rất không đơn giản. Diệp Huyên mỉm cười, chúng ta có thể lên trên không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, không thể. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Người đàn ông trung niên nói, các ngươi không phải người hữu duyên. Người hữu duyên. Diệp Huyên khẽ nhếch khóe miệng, như thế nào là người hữu duyên? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, nếu là người hữu duyên, chủ nhân sẽ gửi tin tức cho ta. Nhưng chủ nhân không gửi bất kỳ tin tức nào cho ta. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên cung điện phía trên bậc đá, sau đó mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên chậm chậm bay về phía cung điện màu đen kia. Người đàn ông trung niên nhìn thấy một màn này, nhăn mày lại, nhưng không ngăn cản. Một lát sau, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên từ trong cung điện kia, đạo hữu mời lên đây gặp mặt. Đạo hữu. Nghe thấy giọng nói từ trong cung điện kia, phía dưới Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau, trong lòng đều vô cùng chấn động. Hiển nhiên, chủ nhân của cung điện này là một vị mệnh chi cảnh, hơn nữa, đối phương cho phép Diệp Huyên. Điều này cũng là bình thường, dù sao, đều là mệnh chi cảnh. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, y hơi hành lễ, các hạ mời. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, nàng cười nói, ngươi đi đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi về phía cung điện, chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã vào trong cung điện, bên trong cung điện trống không, chỉ có một pho tượng, mà kiếm thanh huyên đang treo lơ lửng ở trước pho tượng kia. Diệp Huyên nhìn về phía pho tượng đột nhiên trở nên hư ảo, ngay sau đó, một ông lão tóc bạc xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão tóc bạc mặc một chiếc trường bào màu trắng, râu tóc bạc phơ, cả người trông rất tiên phong đạo cốt. Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi khiến ta hơi bất ngờ. Diệp Huyên cười nói, bất ngờ gì? Ông lão tóc bạc nhìn thoáng qua kiếm thanh huyên, sau đó cười nói, kiếm này không phải kiếm bình thường, nhưng là, kiếm này cũng không phải của ngươi, mà ngươi cũng không phải mệnh chi, mà là vô gian chi đạo. Diệp Huyên trầm lặng. Giờ phút này hắn có thể xác định, đối phương thật sự là mệnh chi cảnh. Mà ở trước mặt cường giả cấp bậc như này, hắn căn bản không thể lừa dối được. Cũng may, hắn đã phong bế tiểu tháp, bởi vậy, hư vọng không thể nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và ông lão tóc bạc. Ông lão tóc bạc đột nhiên lại nói, vừa rồi khi ngươi bước vào, đã thi triển ra một loại thời không thần bí, có không cho ta xem lại không? Diệp Huyên nhìn thoáng qua ông lão tóc bạc. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó bước ra một bước, thời không thần bí kia lập tức xuất hiện tại đây. Ông lão tóc bạc nhìn thoáng qua bốn phía, một lát sau, ánh mắt ông ta lộ vẻ hưng phấn, thời không này thật lợi hại, ta thế nhưng chưa từng gặp qua, không chỉ chưa từng gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Diệp Huyên không nói gì, lúc này, ông lão tóc bạc nhìn về phía kiếm thanh huyên, còn cả kiếm của ngươi cũng rất siêu phàm. Bí ẩn về thời không ẩn chứa trong đó quả thật huyền diệu khó giải thích. Diệp Huyên cười nói, tiền bối không phải là có ý nghĩ gì khác đấy chứ. Ông lão tóc bạc chớp mắt, ta giữ lại một sợi linh hồn ở đây, vốn là muốn tìm một truyền nhân, nhưng không ngờ tới, chưa gặp được truyền nhân, ngược lại gặp được ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta có thể làm truyền nhân của tiền bối. Ông lão tóc bạc cười nói, vừa hay, nhưng mà... Ngươi chuẩn bị tặng lễ vật gì cho vi sư đây? Diệp Huyên cười nói, tiền bối sẽ không phải là muốn thời không thần bí và thanh kiếm này của ta chứ? Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Huyên, nếu ta nói muốn thì sao? Diệp Huyên cười nói, tiền bối chỉ là một hồn phách. Ông lão tóc bạc cười ha ha, ta biết là ngươi sẽ nói như thế, ngươi nhìn bên ngoài đi. Diệp Huyên xoay người nhìn ra bên ngoài điện phía trên tầng mây. Một lực lượng thần bí đột nhiên thổi quét xuống, theo cỗ lực lượng này đánh xuống,
cả trời đất thời không lập tức sôi trào lên. Chân núi, Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân trong lòng hoảng hốt, hơi thở mạnh mẽ kia đè ép xuống khiến hai người bọn họ đều có chút khó thở. Mệnh chi cảnh. Trên tầng mây, một ông lão áo bào trắng chậm rãi đi đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên ở trong điện sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó! Người này vì để có được kiếm thanh huyên và thời không thần bí trong cơ thể mình, vậy mà bản tôn đích thân tới. Thế này không khỏi cũng quá đề cao mình rồi. Ông lão áo bào trắng nhìn thoáng qua ba người đám Mộc Sâm ở phía dưới, ngay sau đó, một lực lượng thần bí trực tiếp khóa chặt lấy ba người. Rầm rầm rầm. Cơ thể ba người run lên kịch liệt, căn bản không thể nhúc nhích. Dương Niệm Tuyết nhíu mày, trong lòng bàn tay nàng, một sợi kiếm quang lặng lẽ ngưng tụ, nhưng nàng không hề động thủ. Ông lão áo bào trắng từ từ đi vào trong điện, ông ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta muốn lấy thời không thần bí trong cơ thể và thanh kiếm trong tay ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi phải hỏi người đứng sau ta có đồng ý hay không? Ông lão áo bào trắng nheo mắt, người đứng sau. Diệp Huyên cười nói, tiền bối. Nếu người đứng sau ta đồng ý, ta lập tức tặng ngươi hai thần vật này. Ông lão áo bào trắng cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, không dám. Chẳng lẽ tiền bối không muốn gặp người đứng sau ta trước, sau đó mới quyết định có muốn hai thần vật này của ta hay không sao? Ông lão áo bào trắng cười ha ha, được, vậy để ta gặp thử người đứng sau ngươi, để ta xem là đại lão phương nào. Diệp Huyên gật đầu. Hắn đưa kiếm thanh huyên đến trước mặt ông lão áo bào trắng, tiền bối có thể thông qua thanh kiếm này tìm đến người đứng sau ta. Ông lão áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nhận lấy kiếm thanh huyên, lão phu hành tẩu qua vô số vũ trụ, người khiến lão phu kiêng dè, không phải không có, nhưng không vượt quá hai vị. Nói xong, ông ta nhìn kiếm thanh huyên trong tay, sau đó cười nói, hôm nay ta thật muốn xem, người đứng sau ngươi là thần thánh phương nào. Diệp Huyên cười cười, không nói gì. Ông lão áo bào trắng nắm chặt kiếm thanh huyên rung lên dữ dội, dần dần, thời không trước mặt ông ta lập tức trở nên vặn vẹo, mà khoảng thời không đang vặn vẹo đồng thời cũng dần dần trở nên hư hảo. Diệp Huyên nhìn ông lão áo bào trắng, không nói lời nào. Đúng lúc này, ông lão áo bào trắng đột nhiên cười nói, hy vọng người đứng sau ngươi không khiến lão phu thất vọng. Diệp Huyên mỉm cười, tiền bối. Có một vấn đề. Ông lão áo bào trắng cười ha ha, đợi lát nữa hỏi cũng được. Diệp Huyên lắc đầu, vẫn là bây giờ hỏi đi, ta sợ đợi lát nữa lại không hỏi được. Ông lão áo bào trắng nhíu mày, ngươi có ý gì? Diệp Huyên không trả lời, mà là hỏi, tiền bối đã từng gặp cường giả trên mệnh chi bao giờ chưa? Ông lão áo bào trắng ngây người. Sau đó cười nói, ngươi là muốn nói người đứng sau ngươi là cường giả trên mệnh chi sao? Diệp Huyên cười cười, không nói gì. Ông lão áo bào trắng lắc đầu cười, thật là nực cười đến cực điểm. Thế gian này không hề có trên mệnh chi, bởi vì cho đến bây giờ, vẫn chưa có người sáng tạo ra cảnh giới này. Ngươi thế nhưng còn muốn hù ta, quả nhiên là ngu xuẩn đến cực điểm. Diệp Huyên mỉm cười, không nói lời nào. Đúng lúc này. Ông lão áo bào trắng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ông ta nheo mắt lại, ta cảm ứng được rồi. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên xuyên thẳng vào giữa hai chân mày ông lão áo bào trắng. Cơ thể ông lão áo bào trắng run lên kịch liệt, sinh cơ trong cơ thể trực tiếp bị xóa sạch. Ông lão áo bào trắng trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Bị giết trong chớp mắt. Bản thân bị giết trong chớp mắt, giờ phút này, đầu óc ông ta đã hoàn toàn hỗn độn. Ông ta đường đường là cường giả mệnh chi cảnh, vậy mà bị giết trong chớp mắt. Mà ông ta còn không biết là ai đã giết ông ta. Ông lão áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên đột nhiên chém một nhát, đầu ông lão áo bào trắng lập tức bị hắn chém xuống, cùng lúc đó, nhẫn chứa đồ trên tay ông ta bị Diệp Huyên thu lấy. Diệp Huyên không xem nhẫn chứa đồ kia, mà xách cái đầu của ông lão áo bào trắng đi ra bên ngoài, khi ba người Mộc Sâm nhìn thấy đầu ông lão áo bào trắng, đều trực tiếp hóa đá tại chỗ. Mà người đàn ông trung niên kia cũng là trợn mắt há hốc mồm, chủ nhân của mình chết rồi. Diệp Huyên khẽ cười nói, đàm phán không vui vẻ lắm,
cho nên ta giết ông ta, đáng tiếc, ông ta quá yếu, ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, hiện giờ mệnh chi cảnh của thời đại này đều yếu như vậy rồi sao? Một kiếm vừa rồi của ta mới chỉ dùng có 3 phần lực. Mọi người... chấm 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 chấm. Giờ phút này mọi người thực sự đều ngơ ngác. Cường giả mệnh chi cảnh bị giết rồi. Hơn nữa, còn là bị giết một cách dễ dàng như thế. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa thực lực hai bên cách xa nhau. Diệp Huyên xách đầu ông lão đi đến trước mặt mọi người, hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên canh giữ dưới bậc đá kia, sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi rõ rệt, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Y biết sự khủng bố của chủ nhân mình, hơn nữa, lần này chủ nhân của y còn là bản tôn đến. Nhưng mà y thật không ngờ, bản tôn này vậy mà cũng bị giết trong chớp mắt. Người trước mặt này phải có thực lực khủng bố đến mức nào? Giết mệnh chi cảnh trong chớp mắt. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, cười nói, ngươi tên gì? Người đàn ông trung niên hơi do dự, run giọng nói, Mục Giang Hà. Diệp Huyên cười nói, sau này ngươi theo ta đi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên ngây người, sau đó vội vàng cung kính hành lễ, từ nay về sau, Mục Giang Hà ta thể sống chết trung thành với tiền bối, nguyện làm thân châu ngựa để đền đáp tiền bối. Diệp Huyên cười cười, sau đó đưa cái đầu trong tay cho Mục Giang Hà, ngươi chôn ông ta đi. Tốt xấu gì cũng từng là chủ tớ. Mục Giang Hà hơi do dự. Diệp Huyên cười nói, yên tâm. Không phải đang thử ngươi, ta cũng không cần thiết phải làm như thế, không phải sao? Nghe vậy, Mục Giang Hà lúc này mới yên tâm, y nhận lấy cái đầu kia, nhìn cái đầu trong tay, tay của y đều đang run rẩy. Mà một bên Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân không kìm lòng nổi mà cúi người. Có thể giết mệnh chi cảnh trong chớp mắt, điều này có nghĩa vị tiền bối này không phải mệnh chi cảnh bình thường. Cái đùi này thật to lớn, nhất định phải ôm chắc. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, nơi đây là một tiểu động thiên à. Lúc này, Mục Giang Hà trở về vội vàng nói, nơi đây là địa bàn trước đây của Đông Huyền Tông, sau lại bị chủ. Chủ nhân trước đây của ta nhìn chúng, vì thế ông ta tiêu diệt Đông Huyền Tông, chiếm lấy những thứ của Đông Huyền Tông. Diệp Huyên cười nói, nơi này có Quảng Thiên Cực Tinh không? Mục Giang Hà gật đầu, hơn nữa là Quảng Thiên Cực Tinh thượng hạng, có khoảng 3 quảng. Ba quảng. Diệp Huyên híp mắt lại, hắn nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, nàng mỉm cười, để ta. Nói xong, nàng nhẹ nhàng áp tay phải xuống, trong nháy mắt, cả mặt đất rung lên kịch liệt, dần dần, mặt đất tách ra, ba quảng thiên cực tinh xuất hiện trước mắt mọi người. Mà trong mỗi một quảng tinh, chứa gần hơn mười mấy vạn thiên cực tinh thượng hạng. Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân nhìn thấy một màn này, đều đỏ mắt. Mười mấy vạn miếng thiên vực tinh khoáng thượng hạng. Hơn nữa còn là thượng hạng. Phải biết rằng, một miếng thiên cực tinh thượng hạng, đủ để đổi 5 miếng thiên cực tinh bình thường. Tuy rằng đỏ mắt, nhưng Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân vẫn rất bình tĩnh. Lúc này, Mục Giang Hà hơi do dự, sau đó nói, tiền bối, nếu ngài lấy đi 3 quảng thiên cực tinh này, vậy thì 3 quảng tinh này sẽ thành phế mất. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Mục Giang Hà cười khổ, bởi vì này 3 quảng tinh này chỉ có ở trong này mới có thể sinh tồn, nếu rời khỏi nơi này, linh khí tiết ra ngoài, không có sự nuôi dưỡng của đại mạch chi lực, chúng nó không thể tiếp tục ngưng tụ thiên cực tinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đó chủ nhân trước của ta không mang chúng nó đi. Diệp Huyên liếc nhìn phía dưới, quả nhiên, như lời Mục Giang Hà nói, dưới đại địa này có nguồn địa chi lực rất thuần khiết. Dường như nghĩ đến cái gì? Diệp Huyên mỉm cười, ta có một nơi tốt hơn so với nơi này. Nói xong, hắn trực tiếp thu 3 quảng thiên cực tinh thượng hạng kia vào trong tiểu tháp. Sau khi thu 3 quảng tinh thượng hạng này vào tiểu tháp, Diệp Huyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó là thời gian trong tháp không giống với thời gian bên ngoài. Ví dụ như, bên ngoài cần 10 năm mới có thể ngưng kết một viên thiên cực tinh thượng hạng, nhưng nếu quảng thiên cực tinh này ở trong tháp, vậy đồng nghĩa với chỉ một ngày là hắn có thể có được một miếng thiên cực tinh thượng hạng. Kiếm lời lớn rồi. Làm như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên nhìn về phía Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân, cười nói, ta và đồ nhi này của ta mỗi người lấy một quảng thiên cực tinh,
còn quảng thiên cực tinh còn lại, quảng tinh thì ta không để cho các ngươi, nhưng ta có thể cho các ngươi 12 vạn thiên cực tinh thượng hạng trong đó, các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, hai người nhất thời trở nên hưng phấn, Mộc Sâm run giọng nói, tiền bối, này, hai chúng ta không góp sức lực gì, cái này. Diệp Huyên cười nói, các ngươi đã đi theo ta, như vậy, nếu ta đã có thịt ăn, các ngươi dù thế nào cũng phải uống chút canh, bằng không, các ngươi đi theo ta có ý nghĩa gì đây? Nói xong, hắn bấm tay một chút, hai chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt hai người. Hai người đám Mộc Sâm hơi do dự. Diệp Huyên cười nói, cho các ngươi cứ nhận lấy đi. Huyền Cơ lão nhân cười khổ, tiền bối, hai chúng ta không giúp đỡ được gì, cái này, thật sự là nhận lấy thì hổ thẹn. Diệp Huyên cười nói, đừng nói những điều này, nhanh nhận lấy. Nghe vậy, hai người không do dự nữa, lập tức nhận lấy hai chiếc nhẫn chứa đồ kia. Sau khi nhận nhẫn chứa đồ, Huyền Cơ lão nhân hành lễ thật sâu với Diệp Huyên, ân huệ của tiền bối, Huyền Cơ ta suốt đời khó quên. Ngày sau tiền bối có chỗ cần, cứ việc phân phó, Huyền Cơ ta tuyệt không chối từ. Mộc Sâm cũng là hành lễ thật sâu, sau mạng của Mộc Sâm chính là của ngươi. Diệp Huyên cười nói, những lời khách sáo này không cần nói thêm nữa. Ta còn phải ở lại thiên cực giới này một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này ta có lẽ sẽ cần các người giúp ta làm một số chuyện. Mộc Sâm vội vàng nói, nguyện dốc sức vì tiền bối. Huyền Cơ lão nhân cũng vội vàng nói, nguyện dốc sức vì tiền bối. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người rời khỏi di tích cổ xưa này. Sau khi trở về thiên cực thành, Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết về căn phòng Huyền Cơ lão nhân sắp xếp, Diệp Huyên cười nói, tỷ tỷ, lần này phát tài rồi. Nói xong, hắn lấy chiếc nhẫn của cao thủ mệnh chi cảnh kia ra, trong nhẫn có đến hơn 100 vạn thiên cực tinh thượng hạng. Không chỉ như thế, trong nhẫn chứa đồ còn có một vài thần vật, những thần vật này vừa nhìn đã thấy là giá trị liên thành. Dương Niệm Tuyết lục lọi, cuối cùng, nàng lấy ra một lá cờ màu đỏ máu, thứ này không đơn giản. Diệp Huyên nhìn lá cờ kia, trên lá cờ có viết ba chữ lớn màu đỏ máu, cờ chiêu hồn. Diệp Huyên cười nói, Tuyết tỷ, tỷ cứ chọn tùy ý. Dương Niệm Tuyết cười nói, cái này cho ta nghiên cứu chút. Nói xong, nàng cất cờ chiêu hồn đi, sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ màu đen, nàng nhìn đánh giá chiếc nhẫn, cười nói, hóa ra là một chiếc nhẫn bảo hộ. Diệp Huyên có chút tò mò, nhẫn bảo hộ. Dương Niệm Tuyết gật đầu, chiếc nhẫn chứa đồ này có chút thú vị. Trong này ẩn chứa 9 loại thời không bảo hộ thần bí, một khi thi triển, 9 loại thời không bảo hộ này hợp nhất, hoàn toàn có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả mệnh chi cảnh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, ông lão kia đến chết cũng không sử dụng nhẫn này, là nàng ta ra tay sao? Diệp Huyên gật đầu. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, chẳng trách, ông lão kia đến cơ hội đánh trả cũng không có. Thiên mệnh. Cô gái này ra tay, 10 mệnh chi cảnh cũng bị giết trong chớp mắt. Dương Niệm Tuyết đưa nhẫn chứa đồ cho Diệp Huyên, người giữ đi. Diệp Huyên lại lắc đầu, tỷ giữ đi. Dương Niệm Tuyết cười nói, ta không cần phải thứ này, nhưng ngươi có thể cần dùng đến. Diệp Huyên còn muốn nói điều gì, Dương Niệm Tuyết trừng mắt với Diệp Huyên, nói cho ngươi là cho ngươi, ở đâu ra nhiều lời như vậy. Nói xong, nàng cất chiếc nhẫn chứa đồ kia lại, nhẫn bảo hộ thuộc về ngươi, những thứ khác trong nhẫn chứa đồ này đều thuộc về ta. Diệp Huyên nghe xong trợn mắt há mồm, sự cảm động vừa rồi lập tức biến mất. Vị tỷ tỷ này là thổ phỉ đi. Bên trong có đến 100 vạn miếng thiên cực tinh thượng hạng. Dương Niệm Tuyết nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của Diệp Huyên, chớp chớp mắt, không nỡ. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, cho tỷ, ta đương nhiên không tiếc, chỉ là. Dương Niệm Tuyết đột nhiên đập tay lên vai Diệp Huyên, đệ đệ tốt. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết lại nói, ta muốn tiến lên mệnh chi cảnh. Diệp Huyên vô cùng kinh ngạc, tiến lên mệnh chi. Dương Niệm Tuyết gật đầu, ta cần rất nhiều thiên cực tinh, 100 vạn miếng này cũng chưa chắc là đủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, khủng bố như vậy sao? Dương Niệm Tuyết trợn mắt với Diệp Huyên, nếu không thì sao? Ngươi phải biết rằng, số mệnh chi cảnh trên vũ trụ này ít đến đáng thương. Vì sao ít như vậy?
Bởi vì từ nguyên thần cảnh tiến lên mệnh chi, cần tiêu hao rất nhiều thiên cực tinh thượng hạng. Sự tiêu hao này, không phải người bình thường có thể gánh vác nổi. Rất nhiều người không có có thể đạt tới mệnh chi, không phải thiên phú bọn họ không tốt, cũng không phải bọn họ không đủ cố gắng, mà là bọn họ không có tiền, đã hiểu chưa? Không có tiền. Diệp Huyên cười khổ, quả thật, việc tu luyện cần tài lực vô cùng to lớn chống đỡ. Dương Niệm Tuyết lại nói, 100 vạn miếng thiên cực tinh thượng hạng này, ta cũng không biết có đủ hay không, nhưng ta cảm thấy có thể không đủ, cho nên. Nàng nhìn về phía Diệp Huyên, nhếch miệng cười, lão đệ, đệ vẫn cần nghĩ cách kiếm thêm cho ta. Diệp Huyên không nói gì, tỷ tỷ, ta đi đâu kiếm cho tỷ. Cũng không thể đi cướp bóc được. Dương Niệm Tuyết chỉ nhẫn chứa đồ trên tay, trong nhẫn chứa đồ của cường giả mệnh chi cảnh này có rất nhiều thần vật, có thể bán đấu giá, hẳn là có thể có được một chút, nhưng mà có lẽ không đủ, dù sao, người tự nghĩ cách, ta phải tu luyện rồi. Chờ sau khi tỷ tỷ đạt đến mệnh chi cảnh, tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Trong phòng, Diệp Huyên có chút đau đầu. Tỷ tỷ này cũng quá không đáng tin cậy rồi. Đi đâu tìm thiên cực tinh cho nàng? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, sau đó rời khỏi phòng, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, Huyền Cơ. Huyền Cơ lão nhân lập tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, ông ta hành lễ thật sâu, tiền bối có gì phân phó? Diệp Huyên cười nói, nơi đây có hội đấu giá nào không? Huyền Cơ lão nhân cười nói, đương nhiên là có, tiền bối muốn mua cái gì vậy? Diệp Huyên lắc đầu, ta là phải bán một vài vật linh tinh không dùng đến. Huyền Cơ lão nhân vội vàng nói, ta đi sắp xếp. Diệp Huyên cười nói, vậy làm phiền ngươi rồi. Huyền Cơ lão nhân vội vàng lắc đầu, không phiền, tiền bối, người chờ chút, chờ ta sắp xếp xong sẽ đến báo cho người. Diệp Huyên gật đầu, được. Huyền Cơ lão nhân xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên xoay người nhìn sang bên, Hung Nghê cô nương, xuất hiện đi. Ở một góc cách đó không xa, Hung Nghê chậm rãi bước ra. Diệp Huyên nhìn Hung Nghê, cười nói, cô đã đi theo đã rất lâu rồi. Hung Nghê trầm giọng nói, chúng ta hợp tác đi. Diệp Huyên chớp chớp mắt, hợp tác. Hung Nghê gật đầu. Diệp Huyên khẽ nhếch khóe miệng, Hung Nghê cô nương. Ta đã từng cho cô cơ hội, nhưng lúc ấy cô không thèm. Bây giờ muốn hợp tác, thật xin lỗi, ta không muốn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Hung Nghê đột nhiên cười nói, ta có một bí mật, người chắc chắn thấy hứng thú. Diệp Huyên lại không hề dừng bước, Hung Nghê lại nói, có người đang tính kế giết ngươi. Giết ta, Diệp Huyên cười khinh thường, dưới chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu, ta vô địch. Trên chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu, ta một đổi một. Hung Nghê. Phải công nhận rằng tư chất kiếm đạo của hư vọng thật sự là cực kỳ khủng bố, chẳng bao lâu đã học được chiêu ấy. Không những thế, nàng ta vừa học đã trồng được mấy nghìn luồng. Điều này khiến Diệp Huyên có chút xấu hổ. Sau một hồi, hư vọng dừng lại rồi nhìn Diệp Huyên phấn khích nói, sư tôn, chiêu rút kiếm định sinh tử này ta đã có thể trồng 5.000 luồng rồi. Diệp Huyên mỉm cười, đừng vội hài lòng, phải biết rằng nếu sư tôn dùng hết sức mạnh thì có thể lập tức trồng tới 10 vạn luồng. 10 vạn luồng. Hư vọng mở to mắt lộ ra vẻ mặt khó tin, có thể trồng tới 10 vạn luồng ư. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt hư vọng dần trở nên nghiêm túc, 10 vạn luồng rút kiếm định sinh tử, vậy phải khủng bố cỡ nào? Diệp Huyên cười nói, từ từ sẽ được. Hư vọng gật đầu, vâng. Diệp Huyên đưa cho hư vọng một chiếc nhẫn chứa đồ, cô tu luyện kiếm kỹ này sẽ tiêu hao rất lớn, trong chiếc nhẫn này có 5 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm, hẳn cũng đủ cô tu luyện một thời gian ngắn. Nếu có vấn đề gì hay cần gì thì cô cứ nói với ta. Hắn nói xong bèn rời khỏi tiểu tháp. Hư vọng nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trong tay mà im lặng một lúc lâu. Chưa từng có ai đối xử tốt với nàng ta như vậy. Một lát sau. Hư vọng cất chiếc nhẫn chứa đồ đi rồi bắt đầu tu luyện. Bên ngoài tiểu tháp, Diệp Huyên có chút phân khích. Hư vọng đã đạt tới nguyên thần cảnh, nếu để nàng ta cầm kiếm Thanh Huyên thi triển rút kiếm định sinh tử thì tuyệt đối là vô địch trong cùng cảnh giới. Không những thế, dù là mệnh chi cảnh cũng không phải không có sức đánh một trận. Phải biết rằng,
kia chính là kiếm Thanh Huyền đó. Tuyệt đối có thể khiêu chiến vượt cấp. Ngoài ra, Tuyết tỷ cũng có khả năng đạt tới mệnh chi cảnh. Nếu Tuyết tỷ đạt tới mệnh chi cảnh thì đây đương nhiên là một lợi thế rất lớn với hắn. Chỉ là, sự tiêu hao của Tuyết tỷ khi tiến lên mệnh chi cảnh thật sự quá lớn. Đến giờ, Tuyết tỷ cũng đã hấp thu hơn 10 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm. Cứ theo tốc độ đó thì e rằng 100 vạn cũng xa xa không đủ. Phải nghĩ cách kiếm thêm nhiều thiên cực tinh hơn mới được. Đúng lúc này, bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Huyên hoàn hồn rồi nhìn về phía cửa nói, mời vào. Cửa mở ra, Huyền Cơ lão nhân bước vào hơi khom lưng nói, tiền bối, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi. Diệp Huyên cười hỏi, nhanh vậy à? Huyền Cơ lão nhân cười, tiền bối đã nói thì không dám không nhanh. Diệp Huyên cười ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Hắn nói xong bèn biến mất khỏi phòng cùng Huyền Cơ lão nhân. Thiên Cực Thành, Huyền Cơ Các. Huyền Cơ Các là địa bàn của Huyền Cơ lão nhân, mà hội đấu giá này lại diễn ra ở ngay đây. Huyền Cơ lão nhân đã sống trong Thiên Cực Thành hơn 100 vạn năm nên sức ảnh hưởng cực kỳ rộng. Dưới sự sắp xếp của lão ta thì hầu hết những ai có uy tín trong thành đều đến. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn Diệp Huyên. Bởi vì Huyền Cơ lão nhân đã loan tin có cao thủ mệnh chi cảnh muốn bán đấu giá thần vật. Mệnh chi cảnh đó. Đại ca mệnh chi cảnh là người bình thường sao? Chỉ thoáng chốc, toàn bộ Huyền Cơ Các đã ngồi hơn 100 cao thủ. Tuy không nhiều, nhưng yếu nhất cũng là nguyên thần cảnh. Theo như lời Huyền Cơ lão nhân nói chính là mấy tên dưới nguyên thần cảnh đều là quỷ nghèo, tới tham gia hội đấu giá cũng chẳng có ý nghĩa gì. Huyền Cơ lão nhân đưa Diệp Huyên vào trong một căn gác nhỏ, nó vừa hay có thể nhìn thấy toàn bộ sàn đấu giá. Huyền Cơ lão nhân hơi khom mình nói, không biết tiền bối muốn bán đấu giá chút thần vật gì. Diệp Huyên đưa nhẫn chứa đồ trong tay cho Huyền Cơ lão nhân, đều ở trong này. Huyền Cơ lão nhân nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt chợt thay đổi cái này. Lão ta nói xong nhìn về phía Diệp Huyên, tiền bối, những thần vật đó đều bán hết ư. Diệp Huyên gật đầu. Những thần vật do cao thủ mệnh chi cảnh kia để lại đều rất tốt, nhưng với hắn thì ngoài chiếc nhẫn bảo vệ kia ra thì hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Bởi vì hắn đã có kiếm Thanh Huyên và tiểu tháp nên thật sự chướng mắt những thần vật khác. Huyền Cơ lão nhân cười khổ, tiền bối, nếu đưa ra những thần vật đó thì chắc chắn sẽ khiến họ kinh ngạc. Diệp Huyên cười ha ha, có thể bán được giá tốt là được rồi. Huyền Cơ lão nhân cười nói, đây là chắc chắn rồi. Tiền bối, người ngồi đi, ta đi sắp xếp. Lão ta nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh rồi ngồi xuống khép hờ mắt. Giờ phút này, hắn đang nghĩ nếu kẻ địch muốn ra tay với mình thì sẽ làm như thế nào? Đáp án là chắc chắn sẽ chờ đến khi hắn ở một mình rồi ra tay thêm lần nữa. Diệp Huyên nghĩ đến đây, con người chợt co rút lại rồi vội vàng nhìn xung quanh vậy mà lại không có cái gì hết. Diệp Huyên cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, một lát sau, trên mặt hắn mới hơi mỉm cười nói, nếu các hạ đã tới thì ra đây đi. Không có phản ứng. Diệp Huyên nhíu mày, lẽ nào thật sự không có người? Một lát sau, Diệp Huyên dựa vào ghế rồi lại nói tiếp, các hạ, nếu đã tới, vậy thì xuất hiện đi. Vẫn không có phản ứng gì. Diệp Huyên cứ 7 phút lại hỏi một câu, dù sao hắn cũng đang rảnh muốn chết. Mà hội đấu giá cũng bắt đầu, thần vật đầu tiên cũng đã khiến cho đám cao thủ có mặt ở đây nhốn nháo. Nó là một thanh trường thương ẩn chứa nhiều loại thời không đặc biệt. Giá cả quy định ban đầu đã là 10.000 miếng thiên cực tinh. Mới được một lúc đã là 30.000 miếng thiên cực tinh, trông thì rất ít, nhưng thực ra đã rất nhiều. Bởi vì thiên cực tinh ở đây thật sự vô cùng quý. Còn trong căn gác, Diệp Huyên vẫn cứ 7 phút lại nói một câu, các hạ, nếu đã tới, vậy xuất hiện đi. Cứ thế, thời gian trôi qua từng chút một lúc lâu sau thì Diệp Huyên đã thu vào được 20.000 miếng thiên cực tinh. Sau khi bán đi được một kiện thần vật, Diệp Huyên lại nói, các hạ, nếu đã tới, vậy xuất hiện đi. Hắn vừa nói xong, đằng sau bỗng xuất hiện một bóng người. Cảm thấy sau lưng xuất hiện một bóng người, sắc mặt Diệp Huyên thoáng cái thay đổi, mẹ nó, đúng là có người thật.
Bóng người kia khàn khàn nói, sao ngươi lại phát hiện được ta? Diệp Huyên mặt mày bình tĩnh nói, cút. Bóng dáng kia chần chờ một chút rồi yên lặng biến mất. Diệp Huyên cảm thấy bóng người kia biến mất thì thầm thở phào một hơi, mẹ nó, đúng là có người muốn giết mình. Sẽ là ai đây? Thần Khâm. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì sắc mặt chợt trở nên âm trầm. Bà nó. Ả đàn bà khốn kiếp. Chấm chấm chấm. Bên ngoài hội đấu giá, trong một đám mây nơi chân trời, một cô gái im lặng nhìn xuống phía dưới. Cô gái đó đúng là Thần Khâm. Mà bên cạnh nàng ta còn có một gã đàn ông trung niên, người đó chính là Võ Linh Vương. Võ Linh Vương lại nhằm vào Diệp Huyên là vì lão ta đã điều tra được lai lịch của Diệp Huyên, hơn nữa, lão ta còn tự mình đi điều tra hắn. Diệp Huyên hoàn toàn không phải mệnh chi cảnh gì hết. Tên kia chính là đang giả vờ. Thần Khâm đột nhiên hỏi, tên kia sẽ thành công sao? Võ Linh Vương cười nói, yên tâm, cách ẩn núp của ám ẩn huynh là thiên hạ vô song. Ngoài cao thủ mệnh chi cảnh chân chính ra thì dù là ta cũng không thể phát hiện được. Còn Diệp Huyên kia, chẳng qua chỉ là hạng tay mơ nên hoàn toàn không thể nào phát hiện được ám ẩn huynh. Thần Khâm trầm giọng nói, không thể xem nhẹ tên đó được, tuy cảnh giới hắn thấp, nhưng thần vật trên người cũng không ít, phải cẩn thận. Võ Linh Vương đang định nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt lão ta bỗng xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy bóng người đó, trong lòng Võ Linh Vương lập tức vui vẻ. Vội hỏi, ám ẩn huynh, có thuận lợi không? Sắc mặt ám ẩn cực kỳ khó coi, Võ Linh Vương, có phải ngươi bị điên rồi không? Hả, hay là đầu óc ngươi bị úng rồi? Võ Linh Vương nghe vậy sửng sốt, ám ẩn huynh, ý huynh là sao? Ám ẩn cả giận nói, ý gì? Chẳng phải ngươi nói với ta là thiếu niên chẳng qua chỉ là hạng gà mờ. Hoàn toàn không phải mệnh chi cảnh sao? Võ Linh Vương nói, đúng vậy. Hắn chỉ là hàng gà mờ, hoàn toàn không phải mệnh chi cảnh, sao, có chuyện gì hả? Ám ẩn giận dữ, có chuyện gì? Ta đây suýt chút nữa khỏi về luôn rồi. Võ Linh Vương trầm giọng hỏi, ám ẩn huynh, huynh bị Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân kia phát hiện hả? Ám ẩn lạnh lùng nói, hai người họ vẫn chưa phát hiện ra ta. Võ Linh Vương hơi khó hiểu hỏi, vậy? Ám ẩn tức giận quát, vậy bà mẹ ngươi? Ta đây vừa vào căn gác kia, chân còn chưa hạ xuống thì thiếu niên kia đã trực tiếp phát hiện ra ta. Thế mà ngươi còn bảo hắn không phải mệnh chi cảnh. Võ Linh Vương, ta và ngươi không oán không thù, sao ngươi lại phải hại ta như vậy? Ngươi có biết may mà tiền bối kia không định giết ta, không thì, ta đã chết ở đó rồi. Võ Linh Vương và Thần Khâm nghe vậy thì đều trợn mắt há hốc mồm. Chấm chấm chấm. Võ Linh Vương trầm giọng nói, ám ẩn huynh. Ngươi nói là Diệp Huyên kia phát hiện ra ngươi. Ám ẩn trầm giọng nói, ngươi nghĩ là ta đang lừa ngươi. Võ Linh Vương và Thần Khâm nhìn nhau, ánh mắt hai người đều có chút kinh ngạc. Thần Khâm thấp giọng nói, ta đã nói rồi, tên đó không hề đơn giản. Võ Linh Vương đang định nói thì lúc này, ám ẩn kia đột nhiên quay người, ai? Ba người quay lại nhìn, cách đó không xa có một người đàn ông đang chậm rãi bước đến. Chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt ba người đều có chút khó coi, nhất là ám ẩn, không chỉ vẻ mặt khó nhìn, mà ánh mắt cũng khá kiêng dè. Diệp Huyên nhìn sang ám ẩn, cười nói, các hạ với Võ Linh Vương này và Thần Khâm cô nương đây có thù. Ám ẩn im lặng. Lúc này, Võ Linh Vương kia bỗng nói, Diệp Huyên, ngươi căn bản không phải cao thủ mệnh chi cảnh. Diệp Huyên cười ha ha, mệnh chi cảnh. Nói rồi. Hắn đột nhiên nói, giết rồi. Vừa dứt lời, một luồng kiếm quang bỗng lóe lên trong sân. Bù! Thời không trong sân lập tức bị xé rách. Vẻ mặt Võ Linh Vương lập tức thay đổi, ông ta lao về phía trước, đánh ra một quyền, sức mạnh kinh khủng như núi lửa phun trào từ nắm đấm ông ta phóng ra, thoáng chốc, cả thiên cực thành lập tức sôi sục. Trong thiên cực thành, toàn bộ cao thủ đều biến sắc, đồng loạt ngẩng đầu nhiên lên đám mây. Trên đám mây, một vùng kiếm quang bỗng chốc nổ tung, sau đó, một người đàn ông trung niên liên tục lùi lại. Chính là Võ Linh Vương. Sau khi Võ Linh Vương dừng lại, thân xác thoáng chốc đã hóa hư vô, chỉ còn lại mỗi linh hồn. Người ra tay, không phải Diệp Huyên, mà là hư vọng đã đạt đến nguyên thần cảnh.
Võ Linh Vương có chút khó tin nhìn Hư Vọng, ngươi. Ngươi đã đạt đến nguyên thần cảnh, mà sức chiến đấu lại kinh khủng như vậy. Sắc mặt ám ấn và thần khâm ở bên cạnh cũng rất khó tin, hai người đều không ngờ đến, thực lực Hư Vọng này lại kinh khủng đến mức này rồi. Một kiếm đánh nát thân xác Võ Linh Vương. Lúc này, Hư Vọng kia lạnh lùng liếc nhìn Võ Linh Vương chỉ còn lại linh hồn, tên rác rưởi như ngươi mà cũng xứng tính kế sư tôn ta. Sư tôn. Võ Linh Vương nheo mắt, sư tôn ngươi là ai? Ở phía xa, Diệp Huyên cười nói, ngươi nói xem là ai chứ? Con ngươi Võ Linh Vương co lại, ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là vô gian chi đạo, sao có thể là sư tôn nàng ta chứ? Vô gian chi đạo. Diệp Huyên cười nói, Võ Linh Vương, ngươi đúng là khôi hài thật. Võ Linh Vương tức giận nói, Diệp Huyên, ngươi đừng có giả vờ. Ngươi có bản lĩnh thì tự mình ra tay đi, nào, ngươi ra tay đi. Ngươi cũng xứng sao? Lúc này, âm thanh từ bên cạnh vang lên. Mọi người nghe thấy nhìn qua, cách đó không xa, Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân đang chậm bước đi đến. Huyền Cơ lão nhân lạnh lùng nhìn Võ Linh Vương, chỉ dựa vào đám kiến con mấy người mà cũng xứng tiền bối ra tay. Võ Linh Vương nhìn Huyền Cơ lão nhân chằm chằm, Huyền Cơ lão nhân, tốt xấu gì ông cũng sống mấy trăm vạn năm rồi mà trí thông minh của ông lại thấp vậy sao? Tên này chỉ là vô gian chi đạo, ông thật sự không nhìn ra sao? Huyền Cơ lão nhân tức giận nói, im miệng, Võ Linh Vương, người tốt xấu gì cũng một cao thủ nguyên thần cảnh lâu năm. Tại sao trí thông minh của ngươi lại thấy đến vậy chứ? Võ Linh Vương giống giận, hắn có phải mệnh chi cảnh hay không, cứ ra tay là biết. Ngươi để hắn ra tay đi. Huyền Cơ lão nhân tức giận, loại lâu la như ngươi, sao xứng để tiền bối ra tay chứ? Ngươi có biết ngày đó chúng ta đi vào di tích cổ, tiền bối đã dùng một kiếm miểu sát một cao thủ mệnh chi cảnh không? Đây đều là do chúng ta tận mắt chứng kiến, còn có thể giả được sao? Võ Linh Vương ngây người. Sau đó nói, chắc chắn không có khả năng. Diệp Huyên này, chẳng qua chỉ là một loài người đến từ văn minh cấp thấp, hắn căn bản không thể là mệnh chi cảnh được. Hắn chỉ là đám kiến nhỏ thôi. Huyền Cơ lão nhân lắc đầu, lão ta nhìn Võ Linh Vương, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Đứa nhỏ này ngốc quá. Không cứu được rồi. Lúc này, Diệp Huyên cười nói, giết thôi. Vừa nói xong, Hư Vọng đột nhiên biến mất. Sắc mặt Võ Linh Vương kia lập tức thay đổi, ông ta vội nói, thần khâm cô nương, cứu mạng. Thần khâm kia ở bên cạnh cũng không ngăn Hư Vọng lại, mà lao về phía Diệp Huyên. Nàng ta biết rõ, chỉ cần khiến mọi người biết được Diệp Huyên là mệnh chi cảnh giả thì Diệp Huyên sẽ xong đời. Thấy thần khâm lao đến, Diệp Huyên khẽ cười, không có ý định ra tay. Lúc này, Mộc Sâm kia chặn lại trước mặt Diệp Huyên. Ánh mắt gã chợt trở nên tàn độc, ngươi mà cũng xứng ra tay với tiền bối. Nói rồi hắn lao về phía trước. Thần khâm kia lập tức bị một luồng sức mạnh cản lại. Thần khâm đang định ra tay tiếp thì như phát hiện ra gì đó, đột nhiên nàng ta quay đầu, ở phía xa, một luồng kiếm quang lóe lên, kiếm thanh huyên lập tức xuyên qua giữa trán Võ Linh Vương, ngay sau đó, kiếm thanh huyên bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh hồn Võ Linh Vương. Mất rồi. Thấy cảnh này, sắc mặt những cao thủ nguyên thần cảnh xung quanh đều có chút nặng nề. Phải biết rằng, bọn họ đều là nguyên thần cảnh, thực lực cũng ngang ngang với Võ Linh Vương, mà Hư Vọng này lại có thể dùng hai kiếm chém chết Võ Linh Vương, như vậy là sao? Tức là Hư Vọng cũng có thể dùng hai kiếm giết chết bọn họ. Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân đưa mắt nhìn nhau, từ sau khi Hư Vọng này đi theo Diệp Huyên, thực lực tăng lên cũng quá kinh khủng rồi. Ám ẩn ở bên kia nhìn trong sân, sau đó lẳng lặng biến mất. Bỏ chạy. Diệp Huyên liếc nhìn ám ẩn, cũng không đuổi theo, đương nhiên, hắn cũng không ngăn nổi. Diệp Huyên nhìn thần khâm kia, cười nói, thần khâm cô nương, cô và ta quen nhau một hồi, vốn ta không muốn đuổi cùng giết tận, nhưng, cô hai lần ba bận cứ khiêu khích lòng nhẫn nại của ta, có thể nhìn cũng không thể nhìn được nữa. Nói rồi, hắn nhìn Hư Vọng bên cạnh. Hư Vọng hiểu ý, lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Bù! Thời không trong sân lập tức bị tách ra. Sắc mặt thần khâm thoáng chốc thay đổi, nàng tay chắp hai tay thành hình chữ thập, sau đó nhẹ nhàng ấn về phía trước, thoáng chốc, vô số thời không bỗng chốc ngưng tụ thành vách ngăn thời không.
phòng vệ. Lúc này, không gian vị trí của thần khâm lập tức trở thành lớp phòng thủ kiên cố. Thế nhưng, sau khi một kiếm của hư vọng chém xuống, thì bức tường thời không phòng thủ vững chắc đó giống như một miếng đậu phụ vỡ tan dễ dàng. Bù! Một luồng kiếm quang xuyên qua từ giữa trán thần khâm, ngay khi luồng kiếm quang biến mất, hư vọng đã xuất hiện sau lưng thần khâm, nhưng kiếm thanh huyên thì vẫn ở giữa trán thần khâm. Miểu sát rồi! Trong sân, tĩnh mịch không tiếng động. Ánh mắt Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm kiếm thanh huyên, lúc này bọn họ cũng phát hiện ra, không phải thực lực hư vọng quá kinh khủng, mà là thanh kiếm này quá kinh người. Thanh kiếm này làm gia tăng sức chiến đấu của hư vọng quá cao. Thần Khâm có chút khó tin mà nhìn Diệp Huyên ở phía xa, ngươi. Diệp Huyên lắc đầu cười, chết thì chết dứt khoát chút đi. Nói rông dài nhiều làm gì, đi thoải mái. Nói xong, hắn chợt suy nghĩ, kiếm thanh huyên hấp thụ linh hồn thần khâm sạch sẽ. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Lúc này, Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, tiền bối, Hoang Nguyên thần và Triệu thần tiêu ở bên kia, có cần. Diệp Huyên nhìn bên phải, cười nói, con người ta, người không phạm ta thì ta không phạm người. Đi thôi. Nói xong, hắn đã biến mất nơi xa. Mộc Sâm ở bên cạnh Huyền Cơ lão nhân cười nói, thường nói cao thủ đều tùy hứng, hơn nữa tính cách lại kỳ quái, nhưng ta thấy, tiền bối không chỉ không tùy hứng, mà còn nguyện ý nói lý, quan trọng nhất là bình dị dễ gần, dễ qua lại. Huyền Cơ lão nhân gật đầu, cười nói, tiền bối đúng là bình dị dễ gần, tính cách ôn hòa. Gặp được tiền bối, là may mắn của chúng ta. Mộc Sâm lắc đầu cười, hư vọng cô nương mới là phúc lớn. Nghe vậy, lão Huyền Cơ cũng lắc đầu khẽ cười. Quả thực vậy, Huyền Cơ lão nhân cũng lắc đầu cười khổ. Người được lợi nhiều nhất, thật ra chính là hư vọng. Cô gái này, hiện tại trong cùng cấp bậc, chắc chắn là vô địch. Một lúc sau, hai người rời đi. Sau khi hai người rời đi trên một đám mây khác, Triệu thần tiêu rời tầm mắt, thấp giọng thở dài, ta đã khuyên nhủ Võ Linh Vương rồi, nhưng hắn lại không cam tâm. Không cam tâm rồi lại khiến công sức khổ tu mấy trăm vạn năm của hắn hóa thành hư vô. Ở bên cạnh, Hoang Nguyên thần cười nói, tham lam. Triệu thần tiêu nhìn phía xa, vẻ mặt phức tạp, Hoang Nguyên thần, người nói Diệp công tử kia rốt cuộc có phải là mệnh chi cảnh không? Hoang Nguyên thần lắc đầu, đã không còn quan trọng nữa rồi. Triệu thần tiêu cười nói, ta cảm thấy khá quan trọng đấy, nói thế nào nhỉ? Người nghĩ xem. Nếu hắn thật sự không phải mệnh chi cảnh, vậy tại sao đám người Mộc Sâm lại một mực đi theo hắn như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đều mất trí rồi sao? Nhưng rõ ràng không phải. Còn nữa, người có nhìn thấy cô gái hư vọng kia không? Cô gái này ban đầu chỉ là mệnh thần cảnh, mà sau khi nàng ta đi theo Diệp Huyên không lâu thì đã đạt đến nguyên thần cảnh rồi. Quan trọng nhất là sức chiến đấu của nàng ta kinh khủng đến như vậy, người cảm thấy bình thường được sao? Hoang Nguyên thần im lặng. Triệu thần tiêu lại nói, còn một điểm nữa, ngươi có phát hiện không? Đám người Mộc Sâm đối với Diệp Huyên càng lúc càng kính trọng, nếu Diệp Huyên không phải mệnh chi cảnh, sao bọn họ có thể đối xử kính trọng với hắn như vậy? Hoang Nguyên thần nhíu mày, ý ngươi là, Diệp Huyên kia thực sự là mệnh chi cảnh. Triệu thần tiêu trầm giọng nói, ta không dám chắc chắn. Nhưng ta có thể xác định là Diệp Huyên này dù không phải mệnh chi cảnh, thì chắc chắn cũng không phải người thường. Hoang Nguyên thần nhìn Triệu thần tiêu, có chút cạn lời, người nói vậy chẳng phải phí lời sao. Tên đó cả người đều là thần trang, dù hắn không phải mệnh chi cảnh, thì người sau lưng nhất định cũng là đại lão mệnh chi cảnh. Nói đến đây, ông ta cũng không nói gì thêm. Triệu thần tiêu cười nói, mệnh chi cảnh. Nói rồi, gã ta nhìn về phía xa, vẻ mặt phức tạp, nhẹ giọng nói, người nói xem, bọn họ được Diệp Huyên trợ giúp. Sẽ đột phá nguyên thần cảnh, đạt đến mệnh chi không? Nghe vậy, vẻ mặt Hoang Nguyên thần cũng thay đổi. Triệu thần tiêu trầm giọng nói, không phải không có khả năng này. Hoang Nguyên thần nhìn phía xa, chúng ta có cần gia nhập với hắn không? Triệu thần tiêu cũng không nói gì. Sau khi Diệp Huyên trở về phòng đấu giá thì tiếp tục quan sát đấu giá, mà lúc này, hắn đã kiếm được hơn 50 vạn miếng thiên cực tinh. Mà thần vật này mới chỉ đấu giá chưa đến một nửa. Một cao thủ mệnh chi cảnh siêu cấp gom góp cả đời,
đương nhiên sẽ không nhiều như bình thường. Trong lầu các, Hư Vọng ở sau lưng Diệp Huyên, trong tay nàng ta cầm kiếm Thanh Huyên. Hiện tại nàng ta chính là một vệ sĩ siêu cấp của Diệp Huyên. Ngay lúc này, trong sảnh đấu giá bên dưới vang lên một âm thanh, toàn bộ thần vật được bán đấu giá trong buổi đấu giá hôm nay, nhà họ Triệu muốn tất. Mong chư vị nể mặt nhà họ Triệu ta, thứ ta muốn, thì mọi người không cần hét giá nữa. Triệu công tử. Trong lầu các, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây lại là công tử đến từ đâu vậy? Lúc này, Huyền Cơ lão nhân đi vào, ông ta khẽ thi lễ, tiền bối, nhà họ Triệu này đến rồi. Diệp Huyên hỏi, nhà họ Triệu là? Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, là một gia tộc không thuộc thiên cực giới, trước kia trong gia tộc này đã từng xuất hiện cao thủ mệnh chi cảnh. Từng xuất hiện mệnh chi cảnh. Diệp Huyên cười nói, khá thú vị. Vẻ mặt Huyền Cơ lão nhân có chút u ám, Triệu công tử này có khả năng muốn gây chuyện. Diệp Huyên cười nói, ta đi xem thử. Huyền Cơ lão nhân do dự chốc lát rồi nói, chuyện nhỏ như vậy, sao có thể để tiền bối lộ diện chứ? Người! Diệp Huyên lại lắc đầu, có vài nhân quả, ta dính vào không sao, các người nếu dính vào, sẽ không tốt cho các người. Nói xong, hắn đi ra ngoài cửa. Huyền Cơ lão nhân đứng tại chỗ có chút cảm động, không nghĩ nhiều, ông ta vội đi theo ra ngoài. Trong sảnh đấu giá, Diệp Huyên đi đến trước mặt Triệu công tử kia, sau lưng Triệu công tử còn có một ông lão, hơi thở nặng nề, là một cao thủ nguyên thần cảnh lão luyện. Diệp Huyên nhìn Triệu công tử trước mặt, cười nói, Triệu công tử muốn lấy thần vật. Triệu công tử đánh giá Diệp Huyên, khẽ nhếch miệng, ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói, ta cũng là đến lấy thần vật. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Huyền Cơ lão nhân bên cạnh, bắt đầu đi. Huyền Cơ lão nhân nhìn Triệu công tử, sau đó quay đầu nhìn sang một ông lão phía xa, bắt đầu. Ông lão gật đầu rồi đi lên bục đấu giá, ông ta lấy ra một mảnh giáp màu đen, sau đó nói, chư vị, giáp này chính là hồn thiên giáp. Giáp này kiên cường đến độ có thể chịu đựng mười mấy đòn tấn công của cao thủ nguyên thần cảnh mà không vỡ. Giá khởi điểm, 5 vạn miếng thiên cực tinh. 5 vạn miếng. Nghe vậy, rất nhiều người trong lầu các cũng có chút động lòng, nhưng lại không ai dám hô giá, mà đều nhìn Triệu công tử kia. Triệu công tử đột nhiên cười nói, ta ra giá 5 vạn. Diệp Huyên lập tức nói, 10 vạn. Nghe vậy, Triệu công tử nhìn Diệp Huyên, cười nói, các hạ không nể mặt mũi ta à. Diệp Huyên chớp mắt, đấu giá công bằng. Đấu giá công bằng. Triệu công tử khẽ nhếch miệng, vẻ mặt tươi cười có chút u ám, đấu giá công bằng. Diệp Huyên cười nói, có vấn đề sao? Triệu công tử cười nói, không vấn đề, người chết thì có thể có vấn đề gì chứ? Vừa dứt lời, ông lão áo đen sau lưng gã ta đột nhiên vươn tay về phía Diệp Huyên, sức mạnh kinh người muốn xé nát Diệp Huyên. Thế nhưng, có người còn nhanh hơn ông ta. Hư Vọng bỗng biến mất tại chỗ. Bù! Một luồng kiếm quang từ trong sân phóng đến. Ầm! Ông lão áo đen kia lập tức bị chém bay ra ngoài đại điện, ngay khi vừa dừng lại thì bị một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua giữa trán. Diệt gọn! Thấy vậy, Triệu công tử kia lập tức trừng mắt há miệng, cả người cũng sững sờ. Kiếm Thanh Huyên lập tức hấp thụ toàn bộ linh hồn ông lão áo đen kia, đồng thời, Hư Vọng đột nhiên xuất hiện sau lưng Triệu công tử. Một thanh kiếm đã để ngay sau gáy gã ta. Diệp Huyên nhìn Triệu công tử trước mắt, cười nói, bây giờ, người có thể báo cho người nhà đến rồi. Nhớ rõ, bảo bọn họ mang một ít thiên cực tinh đến. Triệu công tử tức giận nói, người muốn cướp sao? Hư Vọng đột nhiên chém xuống một kiếm. Bù! Cánh tay phải của Triệu công tử bị chém đứt, máu tươi tung tóe. Triệu công tử kinh sợ trong lòng, vội nói có. Có chuyện cứ nói, ta bảo cha ta đến. Diệp Huyên cười nói, vậy ngươi nhanh một chút. Triệu công tử gấp gáp nói, được, được. Nói xong, gã ta lấy một miếng bùa truyền âm ra bóp nát. Không lâu sau, một luồng hơi thở mạnh mẽ đã xuất hiện trong sân, sau đó, một ông lão đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy người đến, Triệu công tử vội nói, cha, cứu con. Huyền Cơ lão nhân ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, đây là gia chủ nhà họ Triệu Thanh.
Triệu Thanh không quan tâm Triệu công tử mà nhìn sang Diệp Huyên, không biết nhà họ Triệu ta đã đắc tội gì với ngươi. Diệp Huyên cười nói, ngươi có thể hỏi con trai ngươi xem. Nghe vậy, Triệu Thanh quay đầu nhìn Triệu công tử vội nói, cha, là bọn họ ức hiếp con. Con không làm gì cả. Sắc mặt Triệu Thanh tái mét, im miệng. Con trai ông ta có đức hạnh gì, ông ta còn không biết hay sao? Triệu Thanh nhìn Diệp Huyên, các hạ, là ta dạy dỗ không tốt, mong các hạ giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nói, hư vọng, thả Triệu công tử ra. Hư vọng gật đầu, thu kiếm lại quay về bên cạnh Diệp Huyên. Triệu Thanh ôm quyền, đa tạ. Diệp Huyên cười nói, đi đi. Lúc này, Triệu công tử kia đột nhiên châm chọc nói, vừa nãy chẳng phải ngươi rất có bản lĩnh hay sao? Thế nào, cha ta vừa đến ngươi đã sợ rồi. Triệu Thanh đột nhiên tát Triệu công tử một cái vào mặt. Bốp! Tiếng động vang lên rõ ràng, Triệu công tử lập tức bay đi. Triệu Thanh nhìn Diệp Huyên, ôm quyền, khiến ngươi chê cười rồi. Nói xong, ông ta lập tức đưa Triệu công tử biến mất nơi xa. Diệp Huyên liếc nhìn phía xa, khẽ cười, sau đó nhìn Huyền Cơ lão nhân tiếp tục đi. Huyền Cơ lão nhân gật đầu, vâng. Buổi đấu giá lại tiếp tục. Mà Diệp Huyên thì đưa hư vọng rời khỏi nơi đó, ở bên ngoài, trên đám mây, Triệu Thanh nhìn xuống Thiên Cực Thành bên dưới, im lặng không nói gì, ở bên cạnh ông ta là Triệu công tử kia. Triệu công tử im lặng một lúc, phụ thân, người có thể nhìn thấu thiếu niên kia không? Triệu Thanh lắc đầu. Sắc mặt Triệu công tử có chút nặng nề, còn vốn muốn khích hắn ra tay, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không ra tay, vậy thì chỉ có hai khả năng, một là hắn thật sự là mệnh chi cảnh, chẳng thèm ra tay, hai là hắn không phải mệnh chi cảnh, hắn vẫn luôn giả vờ. Triệu Thanh im lặng. Triệu công tử trầm giọng nói, cha, trên người hắn có một bảo vật di tích cổ. Di tích cổ đó, mấy nhà chúng ta đã ngấp nghé lâu như vậy rồi, nhưng cuối cùng lại rơi vào trong tay hắn. Triệu Thanh lắc đầu, chính vì như vậy, chúng ta mới nên thận trọng, di tích cổ kia không bình thường, nhất là đại trận thời không, mà người này lại có thể phá vỡ đại trận thời không. Nói rồi, ông ta lại lắc đầu, người này không đơn giản. Triệu công tử trầm giọng nói, cha, những thần vật kia sau này vẫn còn, quan trọng nhất là quảng tinh cực phẩm bên trong. Theo chúng ta dự đoán, bên trong có ít nhất 3 quảng tinh cực phẩm, mà bên trong những quảng tinh này, ít nhất cũng có mười mấy vạn thiên cực tinh cực phẩm. Ngoài ra, còn có khả năng có vô số thần vật như sách cổ tâm pháp. Quảng tinh cực phẩm. Sắc mặt Triệu Thanh có chút u ám, đây là thứ ông ta muốn có nhất. Một quảng tinh cực phẩm, đủ để thay đổi vận mệnh cả một gia tộc. Triệu công tử lại nói, bên cạnh hắn chỉ có 3 cao thủ nguyên thần cảnh. Triệu Thanh trầm giọng nói, nếu hắn thật sự là mệnh chi cảnh thì sao? Triệu công tử lắc đầu, không thể. Nếu hắn thật sự là mệnh chi cảnh thì lúc trước con khiêu khích hắn như vậy, hắn hẳn đã giết con rồi, chứ không phải thả con ra. Không chỉ sẽ không thả con ra, mà sẽ không bỏ qua nhà họ Triệu ta. Nhưng hắn không lựa chọn ra tay, như vậy có nghĩa hắn cũng kiêng dè chúng ta, muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Triệu Thanh im lặng. Triệu công tử lại nói, con đã điều tra rồi, từ khi hắn tiến vào trong Thiên Cực Thành, hắn chưa từng ra tay bao giờ. Đương nhiên, cho dù hắn không phải mệnh chi cảnh, thì chắc chắn cũng không phải người thường. Nói rồi, gã ta nhìn Triệu Thanh, phụ thân, có nguyện ý cược một trận không? Triệu Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Triệu công tử nhìn Triệu Thanh, không nói gì thêm. Qua một lúc lâu, Triệu Thanh mở bừng hai mắt, miếng thịt này, nhà họ Triệu ta có thể không nuốt xuống được, đi, đi liên thủ với nhà họ Vương. Nói xong, ông ta đưa Triệu công tử quay người rời đi. Sau khi hai người rời đi không lâu, một bóng người xuất hiện trong sân, chính là Ám Ẩn. Ám Ẩn im lặng một lúc, rồi quay người rời đi. Không lâu sau, Ám Ẩn đã xuất hiện trong lầu các nhỏ chỗ Diệp Huyên, Ám Ẩn khẽ thi lễ, tiền bối, như người dự liệu, nhà họ Triệu kia quả nhiên có âm mưu. Nói rồi, ông ta kể lại một lượt cuộc trò chuyện lúc nãy của cha con nhà họ Triệu. Diệp Huyên khẽ cười, không nói gì. Ám Ẩn nhìn Diệp Huyên, tiền bối, người muốn diệt nhà họ Triệu sao? Diệp Huyên bỗng hỏi, Ám Ẩn, người nhận một đơn này, có thể kiếm được bao nhiêu thiên cực tinh?
Ám ẩn trầm giọng nói, xem đối tượng, nếu là ám sát cao thủ nguyên thần cảnh, thì khoảng chừng 1 vạn miếng. Diệp Huyên cười nói, vậy ngươi có biết từ nguyên thần cảnh đạt đến mệnh chi cảnh, cần bao nhiêu miếng thiên cực tinh cực phẩm không? Ám ẩn lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhìn ám ẩn, ít nhất 200 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm. 200 vạn miếng. Nghe vậy, ám ẩn và hư vọng đều ngây người, một lúc sau, ám ẩn cười khổ, chẳng trách mệnh chi cảnh trên thế gian lại ít đến vậy. 200 vạn miếng thiên cực tinh, sợ là cả thiên cực thành này cũng không có nhiều như vậy. Vẻ mặt hư vọng cũng ảm đạm. 200 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm, đừng nói là thiên cực tinh cực phẩm, mà chỉ là thiên cực tinh bình thường thì nàng ta cũng tuyệt vọng rồi. Mà thiên cực tinh cực phẩm, nàng ta cũng chẳng dám nghĩ nữa. Diệp Huyên cười nói, với tình huống bình thường, các ngươi căn bản không thể đạt đến mệnh chi cảnh, nhưng, thế gian này có rất nhiều tình huống bất thường. Nghe vậy, ám ẩn vội nói, ý của tiền bối là. Diệp Huyên khẽ cười, ta có kế hoạch, các ngươi muốn nghe không? Ám ẩn vội nói, được. Diệp Huyên nhếch miệng, cách có tiền nhanh nhất không phải kiếm tiền, mà là đi mượn. Mượn. Ám ẩn và hư vọng đều có chút sửng sốt. Diệp Huyên nhìn ám ẩn, nếu ngươi tin ta thì từ nay trở đi, ngươi cứ theo ta cam đoan 100 năm sau ngươi đạt đến mệnh chi cảnh. Ám ẩn ngây người, sau đó gấp gáp thi lễ, từ giờ trở đi, ám ẩn ta nghe theo dặn dò của tiền bối. Diệp Huyên cười nói, ngươi giúp ta tiếp tục do thám bọn họ, bất kỳ động tĩnh gì của bọn họ, ngươi cứ báo cho ta mọi lúc. Nhớ rõ, chớ để bọn họ phát hiện ra ngươi. Nói rồi, hắn dừng lại rồi nói tiếp. Trò chơi phải chơi từ từ, như vậy mới thú vị. Ám ẩn gật đầu, vãn bối đã hiểu. Nói xong, ông ta lẳng lặng biến mất. Sau khi ám ẩn rời khỏi, hư vọng trầm giọng nói, sư tôn, muốn đạt đến mệnh chi cảnh, thật sự cần nhiều thiên cực tinh như vậy sao? Diệp Huyên gật đầu, thậm chí có thể còn nhiều hơn nữa. Vẻ mặt hư vọng buồn bã. Diệp Huyên cười nói, ngươi chớ có lo lắng, ngươi đi theo ta. Tự ta sẽ nghĩ cách để ngươi đạt đến mệnh chi. Hư vọng nhìn Diệp Huyên, sư tôn, tại sao người lại đối xử tốt với ta như vậy? Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, ngươi là đồ đệ ta không đối xử tốt với ngươi, thì ai đối xử tốt với ngươi chứ? Ha ha! Hư vọng nhìn Diệp Huyên, khẽ cúi đầu, không nói gì. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Diệp Huyên tổng cộng có được 150 vạn thiên cực tinh. Quy ra thành thiên cực tinh cực phẩm cũng chỉ có 50 vạn. Chuyện khiến hắn đau đầu nhất là Tuyết tỷ đã tiêu tốn hơi 100 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm rồi. Hơn nữa theo tình hình trước mắt, có thể vẫn không đủ. Diệp Huyên lấy thiên cực tinh có được từ buổi đấu giá đưa hết cho Tuyết tỷ, hiện tại trên người hắn chỉ có mấy vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm. Đương nhiên, Diệp Huyên cũng không nhàn rỗi cả ngày mà giả vờ, hiện tại cũng đang tu luyện. Mục tiêu bây giờ của hắn chính là đạt đến mệnh cách cảnh. Như vậy đối với hắn mà nói, đương nhiên cũng không có khó khăn gì, chỉ là cần chút thời gian mà thôi. 3 ngày sau, trong tháp nhỏ đã trôi qua 3 năm, mà lúc này, Diệp Huyên đã đạt đến mệnh cách cảnh. Trên tảng đá lớn, Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi, hắn bây giờ tuy chỉ là mệnh cách cảnh, nhưng chắc chắn có thể chiến đấu với cao thủ nguyên thần cảnh. Dù sao còn có kiếm Thanh Huyên cùng với thời không thần bí kia nữa. Một lúc sau, Diệp Huyên đến nơi Tuyết tỷ tu luyện, lúc này, Dương Niệm Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên chợt trùng xuống. Bởi vì bên cạnh Tuyết tỷ chỉ còn lại chưa đến hơn 20 vạn miếng thiên cực tinh. Thiên cực tinh vẫn không đủ. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó quay người rời đi. Hắn phải nghĩ cách đưa cho Tuyết tỷ ít thiên cực tinh, mẹ nó, một khi để Tuyết tỷ đạt đến mệnh chi cảnh, thì hắn quật khởi lên rồi. Tỷ tỷ này không mất lương tâm như lão cha nào kia đâu. Một lúc sau, Diệp Huyên ra khỏi tháp nhỏ, vừa rời khỏi tháp nhỏ thì ám ẩn kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Ám ẩn trầm giọng nói, tiền bối, Triệu gia đã liên hợp với nhà họ Vương muốn tiêu diệt tiền bối. Diệp Huyên nhíu mày, nhà họ Vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 173.